Lần sau á mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không. Ê, nó tới kìa. Ý, mọi người tới sớm dữ vậy đó hả? Trời ơi, tao nói đừng có giận Hường, tội nghiệp Hường dữ lắm. Lý do là tại sao Hường đi trễ, Hường kia cái con sen á, đi lấy cái bộ đồ này cho Hường để Hường mặc đi dự hội, mà nó đi cả buổi trời, tao nói nó tám từ đầu trên, nó xóm dưới vậy đó. Trời ơi, bực quá trời quá đất vậy hả? Nói nghe vậy thôi, đừng có giận Hường làm gì. Làm gì nhìn dữ vậy? Chà, hôm nay thai cũng mặc đồ đẹp ha. Nhưng mà Hường thấy cái dải áo này nó cũng mới. Mà nè, hàng này là hàng chợ phải không? Trời ơi, nhìn là biết rồi. Còn đây nữa nè. Trời ơi, ta nói cũng mặc áo, cũng đâu thua kém gì chị em ha, cũng tím lét vậy đó. Nhưng mà tôi biết hai cái lụa này đâu có bằng cái lụa của tôi. Lụa của tôi là hàng cao cấp. Mà ta nói cái làng này nè, cả cái làng này không có ai mà có điều kiện bằng tôi. Cho nên bởi vậy tôi nói tôi hạnh diện dữ lắm. Thôi, mình đi đi kẻo trễ ha. Mà thôi, tôi Hường đi trước hen, hai bạn đi sau. Mày mốt á, mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không. Chảnh chẹ, thấy ghét. Đi. Các bạn trai thì ghét bỏ cô, vì ai cũng bị cô chê bai. Thế nên trời, ăn cái gì mà cao quá vậy? Dạ, cao thì tốt chứ cô, cao khỏe mạnh mà, gầy đẹp mà cô. Mỏi cổ lắm. Sao cô? Lùn quá. Sao mập dữ vậy? Béo lắm, ụt ịch dữ lắm. Không được. Vì quá kén chọn, đến tuổi cập kê đã lâu, cô gái vẫn chưa tìm được đám nào vừa ý. Tuy nhiên, cũng tới lúc cô kén được chồng. Mời mình dùng nước. Cảm ơn mình. Mình có mệt không? Có đau nhất ở đâu không mình? Em đau ở đây nè mình. Dạ, trái cây mới hái ngoài vườn, em mời cô cậu dùng. Cảm ơn con. Mình, dùng trái cây nha mình. Mày nghĩ làm được rồi đó. Sao vậy cô? Cô có lỗi làm gì? Sao cô không dạy? Cái thứ con gái lẳng lơ như mày, trước mặt vợ người ta mà mày còn dám bốc hốt. Nói chi, nếu ta không có ở nhà thì mày còn làm tới cái gì nữa? Mình, tôi lỗi ta chứ đâu phải người ta. Mình sao vậy? Tôi không cần biết. Thà đuổi lằn còn hơn là bỏ sót. Không nó thì mình đâu biết có ngày sanh chuyện. Mình nói cũng phải nể tôi chứ. Chẳng lẽ tôi là thứ bậy bạ như vậy sao? Thôi, mình tha cho người ta để người ta còn đi làm nữa. Không tha gì hết. Mày đi đi. Mình, bóp da cho em đi mình.
trong cuộc sống hàng ngày, Hường tỏ ra ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình, khiến chồng cô càng lúc càng ngỡ ngàng. Mấy con gà quỷ dám qua vườn nhà bà hả? Từ nay về sau, nếu gà bên đó mà qua vườn bên đây là tôi giết sạch hết. Chuyện gì vậy Minh? Trời đất, gà qua nhà mình sao không đuổi? Chọi chết như vậy người ta đền rồi sao? Đứa nào dám qua đây bắt đền, em cho lên quan. Nuôi gà mà không cho ăn, cứ qua vườn nhà người ta mà mổ hết rau à, ai mà chịu nổi. Nhưng mà mình không thấy tội sao? Bên hàng xóm người ta cũng tốt với mình, mà nhà người ta nghèo nữa, nuôi mấy con gà mừng sắp tới ngày người ta mang ra chợ bán, vậy mà mình kệ nó chứ. Mình lo cho cái vườn của mình còn chưa xong, mấy luống rau nhà mình ăn hết rồi kìa. Chậu đâu có ăn thua. Em á, em phải đặt bã thì mới hạ gục hết được cái đàn này đó. Hả? Trời ơi, em thiệt là thôi, mình mang đi chôn thôi. Không, mình để đó cho em. Thưa cô cậu, tôi làm cỏ ngoài vườn xong rồi cậu. Ừ, xong rồi phải không? Xong rồi thì cầm mấy con gà này về mà làm ăn đi. Hả? Mới chết còn ấm, bỏ uổng lắm. Nhớ là bỏ mề ruột đi cho nó sạch. Trời, Minh. Coi như tôi trả công làm vườn hôm nay. Dạ, nhiều quá. Mấy đứa nhỏ nhà tôi á, lâu rồi không có biết thịt cá là gì. Cảm ơn cô. Để mai á, tôi làm hết đám rượu sau nhà, khỏi công cái gì nữa. Ừ, vậy là biết điều đó. Về làm liền ăn đi. Dạ, cảm ơn cô cậu. Tôi xin phép. Mình ơi, lỡ người ta ăn vô người ta bị độc chết thì sao? Mình phạm tội giết người đó. Mình cứ lo hảo, chết sao được mà chết. Tụi nó đói khát, cái thứ gì mà nó không ăn. Vậy mà nó có chết bao giờ đâu. Anh thấy không, mình rất là thông minh. Một công đôi việc nữa, vừa bẫy gà vừa trả công cho người ta. Mình phải nhanh lẹ như vậy chứ. Cùng với tính ích kỷ, thói ghen tuông vô độ của Hường cũng càng ngày càng tăng, khiến ông chồng ngạt thở. Anh Hai, anh Hai thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ rồi. Anh Hai, uống miếng nước đi. Anh Hai thấy đỡ nhiều chưa? Anh Hai nằm nghỉ nha, để em đi mua miếng cháo về cho anh Hai ăn. Trời ơi, bữa nay đi chợ muốn mua mấy con cá chép á. À, không có gì hết trơn á. Trời ơi, không có sao? Nhanh, hỏi nhiều đó. Vậy hả? Sao ông qua nhà ông Năm đó? Trời ơi, dạ ông hả? Đúng. Ao cá mà làm sao đó. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi tôi có biết đâu. Trời ơi, đi. Trời ơi bà Tám. Gì? Bà có chắc là ổng đi không? Ổng có nói với tôi á là ổng đi thăm người anh của ổng. Mà tại sao là bà nói ổng đi cái đó? Vậy mà tin được á hả? Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Làm gì anh em thương yêu nhau dữ vậy? Trời ơi, vậy cũng tin được nữa. Trời ơi, không lẽ. Nè, bà cậu tôi nói có đúng không nha? À, bây giờ bắt đầu quẹo vô quán con Lan Cục nè. Trời đất ơi. Đi. Không lẽ quê mặt tôi. Trời trước với tôi nè. Đó, thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu, thấy không? Ông làm cái gì ở đó vậy trời? Nè nè nè, coi nè. Ông móc tiền ra nè. Đó, rõ ràng không? Thánh thần ơi, hồi xưa tới giờ tay hộp chìa khóa là tôi giữ hết trơn rồi. Tiền ở đâu mà ông lấy đem cho gái vậy trời? Ai biết. Mà phải chi gái lành lặn, chứ gái sức tai gãi gọng mà ông cũng mê nữa là sao trời? Khờ quá. Sức tai gãi gọng chỗ này nhưng mà lành chỗ khác. Hả? Trời ơi, chưa chết. Chưa. Bà làm gì hấp ta hấp tấp dữ vậy?
Đó 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 đó, nè 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 nè, coi nè, hai người bắt đầu dắt tay vô bếp nè. Đó, thấy không? Tôi nói mà. Tôi cũng dám á. Thấy không? Khoan 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 khoan. Bữa nay á là chồng nó đi lên tỉnh lấy hàng, mua hàng cái gì đó. Đúng rồi. Mà bây giờ ổng với nó dắt tay vô bếp làm cái gì? Cái gì? Trời đất ơi. Đây nè đó, hôm qua cũng ngay cái khúc này, tôi phải đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn. Bởi vậy cho nên tôi không có coi được hai người dắt tay vô bếp làm cái gì. Tiếc. Trời ơi. Hai người dắt tay vô bếp làm cái gì? Đúng trời rồi, đất ơi. Hai người vô trộm làm cái gì? Một nam một nữ. Trời ơi, phải hôm qua tôi rình tiếp là tôi biết vô bếp làm cái gì rồi. Trời đất ơi. Tức quá đi. Ê, nè 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 nè. Trời chết ơi. Tôi. Đàn bà gì mà nóng tính thì sợ hả? Nói mấy câu cái tự nhiên A Phạm Phù chạy vô đó liền hả? Hai người làm cái trò gì vậy? Nè nè nè, tôi không thích ba mặt một lời đâu nghe. Bà làm cái trò gì vậy? Vậy chứ ông làm gì ở đây? Trời ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tôi á, nhờ bà nấu cơm cho anh hai tôi. Bà không chịu nấu, cho nên tôi mới nhờ chị nấu nè. Thì... Ủa? Sao ảnh nói chị bận, không nấu cháo được, nên ảnh mới nhờ tôi nấu giùm. Thiếu gì người sao ông không nhờ, mà ông đi nhờ con nhỏ này. Nếu mua cháo thì ông đứng ở ngoài trông vô đó làm cái gì? Bà không thấy tay chân người ta tật nguyền như vậy sao? Nồi cháo lớn như vậy bưng một tay sao được? Còn bà vừa phải thôi nha. Anh hai tôi bệnh, lẽ ra bà phải là người nấu cháo, không đợi tôi đi mua kiểu này đâu. Không biết mắc cỡ mà còn bày đặt. Cảm ơn chị. Yeah. Anh tôi cũng đỡ nhiều rồi. Ngày mai á, tôi nhờ chị nấu giùm nồi cơm với canh chua cá kho nha. Anh hỏi coi chị có nấu được không? Nếu mà chị nấu được á, thì tôi khỏi. Nhưng mà nếu chị bận á, thì tôi nấu giùm, không lấy tiền công đâu. Lối sớm, tối lửa tắt đèn có nhau mà. Còn bà nữa, lo gì nấu cơm nấu nước đi. Ở đó mà nói sằng, mắc cỡ quá. Còn chị Tám nữa. Ở đây làm gì? Sao không về lo cho chồng con đi? Xúi vợ tôi tới đây làm chi? Nhiều chuyện quá. Cái ông này. Trời ơi, bà thấy chưa? Bà làm ông chửi tôi rồi đó. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì mà lôi tôi hoài vậy? Tôi không tin là hai người đó không có cái gì với nhau. Ngày hôm nay tôi không bắt được quả tay tôi tức lắm bà biết không? Thì rành rành ra đó rồi, còn chối gì nữa. Bà nói vậy là sao? Thì bà mới nói đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Cái câu đó có cái gì đâu mà rõ ràng chứ không rõ ràng. Trời ơi, không ngờ bà khờ ghê á. Tối lửa tắt đèn có nhau, một nam một nữ ở trong bếp làm cái gì? À, tôi hiểu rồi. Trời ơi, đàn ông đàn bà tối lửa tắt đèn. Hiểu hả? Trời ơi, hiểu rồi sao không hiểu? Hiểu sao? Hiểu sao nói tôi nghe coi. Thì tối lửa tắt đèn nấu cháo. Trời ơi, tôi chịu thua bà luôn á. Ý bà sao bà nói đại đi, mệt quá. Nghe tôi giải thích nè. Tối lửa tắt đèn. Đàn ông nè, đàn bà nè, giúp nhau giúp nhau giúp nhau giúp nhau giúp nhau giúp nhau, hiểu không? Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy trời? Đó, cái đồ dân phu với phụ đó. Đó, tôi phải vô cho nó bài học. Nè 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 nè, sao đi đâu vậy? Bằng chứng đâu? Không lấy được bằng chứng thì làm sao mà nói với ổng? Cũng phải. Bây giờ vậy đi, tôi với bà đi về, ngày mai thế nào ổng cũng đem ổng trả cái nồi. Đúng rồi, đem trả cái lúc nồi đó. Ổng đi vô bếp, mình đi theo mình rinh, mình bắt đại trận quả tan, không chối nữa. Đúng rồi, mình có bằng chứng luôn. Vậy đi, đi về. Vậy đi. Ngày mai bà mà có bằng chứng là mày chết với bà nghe con. Ê bà Tám, đợi tôi với. Ủa sao giờ này ông chưa tới? Yên tâm đi, thế nào ông cũng tới mà. Ê, 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 ông tới rồi kìa. Ông tới. Chị Tư ơi, có ở nhà không? Ừ.
Giang Diêu, Giang Diêu, Giang Diêu, dám Giang Diêu chọc bà hả? Giang Diêu, hả? Em làm cái gì vậy hả? Đánh ghen chứ làm cái gì? Trời ơi. Ủa anh Tư. Trời ơi, chị làm gì? Chị quánh tôi đau quá vậy chị Hương? Ủa anh Tư, anh về hồi nào vậy anh Tư? Dạ tôi mới về, lâu quá tôi không gặp anh Hiến, rủ anh qua nhậu thôi. Mà có chuyện gì với mình? Mai mốt chị từ từ nói, đừng có nóng quá như vậy. Chứ không lẽ chị nghĩ anh Hiến và vợ tôi có chuyện gì sao? Trời ơi, bây giờ mà đất có nứt ra tôi chui xuống liền. Bà vừa lòng bà chưa? Nhục nhã quá mà. Bây giờ tôi giao cái nhà đó cho bà, bà muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu năm nay tôi chung sống với bà, bà ghen bóng ghen gió, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Tôi đi, tôi đi, tôi đi cho bà vừa lòng. Tôi đi đây. Anh Hiến, anh Hiến à. Có giỏi á thì đi luôn đi nha, đừng có quay về nhà này nữa. Thử coi, đi được mấy ngày rồi quay về. Tại bà không đó. Ai biết. Trời ơi, hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa chịu về nữa. Phải rồi, đi luôn đi, đừng có dát cái mặt gì đây nữa. Tôi không cần đâu, đồ cái thứ đàn ông tồi bại. Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Trời, tôi ăn ở hiền lành dữ quá mà, tôi đâu làm gì ác nhân thất đức đâu. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Gì vậy? Sao mà khóc? Ông chồng tôi cũng bỏ tôi đi luôn rồi kìa. Bởi vì sao? Tội nhiều chuyện. Phải rồi, bà nhiều chuyện quá trời quá đất luôn mà. Bà thôi thay kệ ông đi. Bây giờ khóc ổng có về được đâu, cứ sống vui vẻ đi. Với lại tôi nghĩ không có đàn ông mình cũng đâu có chết đâu. Nhưng mà bà còn có con có cái, còn tôi á, suốt ngày tôi thủi con mình à, buồn lắm. Chắc lần này tôi đi tu thiệt quá. Trời ơi, đi tu hả? Đi chùa nào chứa bà? Cái gì? Bà nói cái gì? Không không, ý của tôi là tu á là phải nhẫn nại, là phải từ bi lắm kìa. Cái gì mà tươm tướp dữ như chằn. Chị á có nước tu hú. Cái này tôi nói thiệt tình nha, không có thêm thắt đâu á. Bà, ai nói với bà là tôi không chịu nhẫn nại? Trừ khi có ai chọc tôi á, chứ bà không thấy hả? Bộ tôi không từ bi hơn bà thì sao? Thôi, cho tôi xin đi. Tôi là không có tham sân si, bà còn trần tục lắm. Tôi bây giờ chồng cũng không có, con cũng không. Lối xóm thì không chơi với ai, còn gì đâu nữa mà sân si. Tôi nói thiệt với bà, tôi đi tu là hợp nhất. Chà, tôi mà tu thành tiên thành Phật rồi hả, tôi sẽ dặn cổ hết mấy cái thằng nào mà bỏ tôi, dặn cổ trời hết ơi, mấy cái con nào mà nói xấu tôi. Trời đất ơi, mồ Phật, Phật nào mà chứng giám cho bà không biết nữa. Thôi, bà đi về đi, cũng tại bà xúi biểu tôi mà chồng tôi nó mới bỏ tôi vậy đó. Nè, đã vậy xong rồi bà còn nói xấu tôi khắp làng khắp xóm, bà tưởng tôi không biết hả? Thì đúng là đời bạc như vôi mà. Ngày mai tôi bán cái nhà này nè, tôi lên chùa tôi tu, tôi khỏi chơi với ai hết. Khỏi chơi thì khỏi chơi, nhưng mà tôi nói chị nghe nè, chị nói cái xóm này không ai tốt với chị đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chị đâu có tốt với ai đâu hả? Chị ỷ chị giàu có, chị khinh hết thảy mọi người,
ai chị cũng chửi, chị mắng. Chưa hết đâu nghe, đàn bà mà từ 16 tuổi trở lên á, là chị cho vô diện tình nghi là sắp giật chồng của chị tới nơi hết à. Chị á, đàn ông đàn bà gì cũng ghét hết trơn á. Chỉ có ông Hiến á, ổng hiền lành, ổng nhịn nhục chị, ổng còn chịu không nổi nữa, ai chịu nổi chị. Thôi làm ơn giùm tôi một cái nha, đừng có tu cũng thành chánh quả đâu. Dẹp đi, mà đi về đi, mà đi ra khỏi nhà tôi. Đồ cái thứ quỷ thứ yêu gì đâu không à, mà chống mắt lên mà coi tôi tu nè, tôi sẽ thành chánh quả. Đi tu vì thất chí, vậy mà lại còn muốn thách đấu với người khác. Ngài thấy làm sao? Liệu tín nữ này có hy vọng gì không? Cái đó còn tùy. Bởi vì con đường tu hành nó có nhiều khổ hạnh, khó khăn lắm. Nhưng mà nếu ai trì chí, ắt sẽ có kết quả. Chắc phải còn thử thách nhiều đây. Hơn khổ sai nữa. Ở nhà có bao giờ mình làm mấy cái chuyện này đâu, toàn là ông làm hết à. Mà cái sân rộng thênh thang kiểu này nữa, mà ngày nào cũng bắt mình tôi quét à. Chắc tôi chết quá trời ơi. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời ơi. Cô Diệu Hạnh hả? Cô quét lẹ đi, còn đi vô trong kia phụ rửa chén nữa kìa, trong kia đang thiếu người đó. Dạ thưa cô. Lẹ lên đó nha. Được cái tôi lo hơn mình thôi, chứ tuổi tác mà con tôi là cùng bị đặt. Rồi, bể luôn rồi. Chết rồi, cái cây này sao bà quý lắm á. Cái cây này mà chết là mình chết luôn á. Trời ơi, bây giờ tụi mình biết phải làm sao đây. Trời ơi, ai làm đây? Cái cây này mà chết là sư bà la chết luôn á. Hai cái đứa này, người ta đang quét sân à, lù lù đâm sầm vô. Sư cô đụng vô tụi con trước chứ bộ. Đúng rồi. Tự nhiên sư cô á quét ào ào đụng vô hai tụi con, rồi cái bình nó mới rớt. Hai cái đứa này đi tu mà còn lương lẹo nữa hả? Nó không thành có. Tới khi nào mới khá nổi hả? Hả? Tụi con đâu có lương lẹo đâu. Đúng mà. Thôi lỡ rồi, lại xin lỗi sư cô đi rồi đỡ cây lên. Xin lỗi đi lẹ lên. Nhưng không phải tụi con thiệt mà. Trời, không xin lỗi mà còn đứng ngoan cố nữa hả? Mà xin lỗi đi, lẹ lên. Con xin lỗi sư cô. Phải vậy mới được chứ. Thôi dọn đi anh. Trời ơi, cái chậu này nó bể rồi, chắc mình bị ăn đòn luôn quá. Lụm đi, đứng đó làm gì nữa. Lụm cho sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Lụm cho kỹ nghe chưa? Dạ. Ê, đi đâu à? Đi đâu à? Lại biểu. Biểu. Có lỗi là phải biết sửa lỗi, biết chưa? Đưa tay mượn coi. Đưa tay ra. Quét hết cái sân này giùm nha. Sao mới được ăn cơm. Nổi? Ha? Tụi con đâu có làm đâu mà tụi con quét. Không quét nổi, đó là chuyện của tụi bay. Ha? Bây giờ thì quét đi, quét xong mới được ăn cơm. Làm biến lem bèm tàu mét sư cô. Làm đi. Dạ, nhìn gì? Dạ. Tình ơi, trong cái ruộng nó có cái ma dễ sợ luôn. Tự nhiên có hai thằng nãy làm giùm mình, quét hết cái sân đi. Còn phần mình vô ăn cơm. Ngài thấy làm sao?
đã tới chùa đó mà còn lá mặt lá trái, lợi dụng người khác có vẻ khó à. Thì cứ tu hành lâu ngày rồi sẽ hiểu mà. Cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn. Dạ thưa sư cô, lễ vật lúc nãy con đem qua chỉ là một ít trái cây với lại có mấy thỏi vàng thôi. Nhờ sư cô chỉ dẫn, con về làm theo, cho nên việc buôn bán cũng thuận lợi. Sau này khi con đem lễ vật tới, sư cô cứ việc nhận. Sư cô đừng có ngại gì hết. Thôi, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Đó là cái phước của nhà chị thôi. Khách thập phương tới đây dâng lễ vật rất nhiều. Dạ. Ngoài vàng bạc ra còn có củ ngon vật lạ nữa. Nhưng mà nếu cái việc gì cần, chị cứ lên đây, sư sẽ ưu tiên tiếp chị trước. Dạ. Dạ con cảm ơn sư cô. Thưa sư cô con về. Sư cô, sư cô ơi sư cô. Dạ thưa sư, con đến đây nhờ sư chỉ giúp giùm con một chuyện. Chuyện gì? Sư cô, sư cô ơi sư cô. Dạ thưa sư, con đến đây nhờ sư chỉ giúp giùm con một chuyện. Chuyện gì? Dạ, nhà con có một mụn con gái, cứ bệnh lên bệnh xuống hoài mà con không biết bệnh gì. Nhờ sư cô chỉ giúp giùm con cách dâng lễ cúng Phật cho con của con bớt bệnh, với nói giùm với thầy Lan cho con của con được đến đây trị bệnh. Tại vì nhà con nghèo quá, không có tiền trả cho thầy ấy. Nếu được á, sư cô nói giùm con đòi ơn sư cô nhiều lắm. Người ta trèo đèo lội suối, cực khổ quá mà, đâu có ai mà làm công không như vậy. Tôi không nói được đâu. Sư cô, nhờ cô nói giùm con đi cô. Cô giúp giùm con đi cô. Thôi tôi bận lắm, đừng có bao giờ tới đây làm phiền người ta nữa nha. Sư cô, trời. Nè, ông thấy sao? Hết chịu nổi rồi. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sao mà con tu lâu quá rồi, kinh nào có cũng thuộc. Ra lẽ sao mình tu lâu quá mà chưa có đắc đạo. Đường đi xa thiệt, nhưng mà nhất định phải đi. Chớ tu hoài mà không chứng ngộ, con Tám nó cười thúi đầu. Thôi mình phải đi thôi.
Mệt quá, khát quá, chắc chết quá. Sao đi hoài mà không thấy cái nhà nào hết? Phật bà ơi cứu con. Phật độ cho mình rồi. Ngôi nhà. À, sư bà tỉnh rồi. Sư bà tỉnh rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Dạ, đây là chân núi Thiên Sơn. Sư bà đi đến đây thì ngất xỉu. Mẹ con tôi đưa sư bà vô nhà. Mô Phật, cảm ơn thí chủ. Sư bà còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi. Con đang nấu cháo trong nhà, lát nữa sư bà dùng cho khỏe. Thiện tai, thiện tai. Cho bận ni hỏi, từ đây tới Thiên Trúc còn bao xa? Sư bà định đi đến tận đất Phật sao? Ừ. Còn xa lắm, con sợ sư bà yếu như vậy khó lòng đi tới nổi. Sư bà đến đất Phật để làm gì vậy? Ta tu hành đã lâu, lào thông kinh kệ mà chưa thành chánh quả. Ta muốn đi tìm chư Phật để hỏi tại sao ta phải làm gì Phật mới cho đắc đạo. Mô Phật, sư bà tu tập lâu năm vậy mà còn khó. Mẹ con chỉ là thảo dân ở chốn quê mùa, chỉ biết tu tại gia, đọc kinh niệm Phật, chắc không bao giờ đắc đạo nổi. Mẹ ơi, hay là sẵn dịp này á, mẹ con mình xin sư bà đi theo lên Thiên Trúc nha mẹ. Mình đỡ đần cho sư bà, biết đâu mình được Phật độ thì sao? Con nói đúng đó. Mẹ con mình ở nơi hẻo lánh này, ngày ngày chẳng giúp ích được gì cho ai, chỉ bằng đi theo chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho sư bà cũng là công quả. Mẹ chẳng mong được đắc đạo, chỉ còn mong đến được Thiên Trúc hầu hạ chư Phật cũng là mãn nguyện lắm rồi. Sư bà cho phép mẹ con đi theo được chứ? Đường xa mà hiểm trở bất trắc lắm đó, hai mẹ con phải suy nghĩ cho kỹ đi nha. Vậy là quyết luôn. Để con dọn cơm mời sư bà nghe. Dạ. Đi con. Dạ. Chuông Khánh mà còn chẳng ăn ai nữa, huống hồ là mảnh chỉnh dứt ngoài bờ tre. Ta đây tu hành hơn 10 năm trời mà còn chưa được gì, mẹ con nhận lấy bày đặt đòi thành Phật. Còn lâu, mình cứ cho tụi nó theo hầu hạ, chắc cái ngữ này hy vọng gì. Mẹ con bà đi lẹ đi. Đi cái gì mà chậm như rùa vậy? Dạ con biết. Dạ. Rồi. Nhanh lên con. Dạ. Lẹ đi. Dạ dạ.
yên tâm trì trí, tìm đường giải thoát. Vậy mà không biết một điều đơn giản là Phật tự tâm, con người là hay lầm lẫn. Vô chùa là ăn chay niệm Phật, phải lào thông kinh kệ thì mới sớm thành Phật. Thì bây giờ có ba người để chúng ta xem xét. Cứ để thử coi ai sẽ thành chánh quả. Dạ. Con ơi. Dạ ông cụ ơi, con có gì con không? Ta dạ ông cụ bị sao vậy? Ta mệt quá, ta sắp chết khát rồi. Con cho ta xin miếng nước được không? Ông cụ có cái gì đựng nước không? Chứ con không có. Ta có. Con cho ta xin một chén nước đi. Dạ được. Con cho ta xin chén nữa. Dạ. Thôi con để cho ta. Ông cụ. Ông cụ có sao không vậy ông cụ? Ta xin lỗi. Xin lỗi con, tay chân ta vụng về, ta lúng túng quá. Dạ, không sao đâu ông cụ, để con đi lấy nước lại là được rồi. À, cảm ơn con. Mà chắc là ông đó lắm đúng không? Thôi, ông cụ ngồi đây nha, để con đem nước về, xong rồi con xin mẹ cho ông cụ một chén cơm. Ta cảm ơn con. Ông cụ ngồi đây chờ con nha. Nam mô A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi Phật. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Nấu có nồi cơm mà từ hồi sáng tới giờ chưa xong, vừa đói vừa khát nữa. Mà cái con bé Lành nữa, suối ở sát một bên mà nó đi lấy nước ở đâu mà lâu quá trời quá đất vậy? Sư bà ráng chờ chút nữa, hình như là suối hơi xa. Suối xa hay là nó mê chơi, thấy hoa thấy bướm đẹp quá mà. Nếu muốn đi tới với đất Phật, phải dốc lòng dốc sức thì mới nhanh tới được. Chứ như vậy biết chừng nào mới tới. Sư bà yên tâm, con bé Lành nó cẩn thận chu đáo lắm. Chắc là nó đang về đó. Thịt của ngươi thơm thiệt, ta muốn ăn thịt ngươi. Ta đang đói đây. Con lại ông mà, ông tha cho con đi. Ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng ông cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống đi. Ngươi nói sao? Dạ, ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống nha. Rồi con hứa con sẽ quay lại nhập mạng cho ông mà. Ngươi nói phải giữ lời đó. Dạ. Nếu như ngươi không quay lại, ta sẽ ăn thịt mẹ ngươi luôn. Thôi, ta cho ngươi đi đó. Dạ. Thì con cảm ơn ông. Con sao vậy?
Dạ. Ăn đi còn có sức đi đường. Đường còn xa lắm đó. Dạ. Mình còn ăn làm gì? Tí nữa phải đi nộp mạng cho trận tin rồi. Mẹ, lúc nãy con có gặp một ông lão ăn xin á. Ông nói lạ luôn á. Con tính xin mẹ cho một chén cơm. Được không mẹ? Nè, chuyện của mình sao không lo, đi là chuyện của người khác. Lương thực mang theo ăn không có đủ đâu nha. Con sao vậy? Sư cô đâu có ý la rầy gì con đâu. Cái gì vậy trời? Tôi nói có một câu, bộ không đúng sao ngồi khóc. Dạ, con phải khóc vì chuyện đó. Chứ con có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Có chuyện gì mà con khóc vậy? Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Ai nói vậy? Hồi nãy con có gặp một ông chàng. Ông nói thịt con á. Nhưng mà con xin ổng đem nước chè cho mẹ sư bà uống. Giờ con mới đi gặp ổng rồi. Không được, con không được đi đâu hết á. Nếu mà con không đi á thì ổng ăn thịt mẹ sư bà luôn thì sao? Hả? Thôi mẹ sư bà để con đi đi. Nếu có kiếp sau á thì mẹ con mình sẽ gặp nhau mà. Không, con không được đi đâu hết á. Sư cô ơi, sư cô đi với nó ra gặp ông chàng được không? Sư cô nói giúp giùm một tiếng. Con bé đang cùng sư cô đi đến đất Phật, xin ông hãy tha cho nó. Sao mà được? Đã gọi là chàng á thì nó đâu có phân biệt được Phật với trời. Ta mà tới đó lỡ ăn thịt ta luôn sao? Sư cô ơi, tôi xin sư cô đó. Sư cô nói được mà. Xin tha cho con bé. Con bé nó ngoan hiền như vậy đó. Sư cô ơi, sư cô nói giùm đi sư cô. Tôi xin sư cô mà. Sư cô. Thôi, bà cứ coi như đó là cái nghiệp của nó. Biết đâu nó bị ăn thịt xong qua bên kia nó nhập niết bàn sao? Sư cô ơi, con lại sư cô mà. Sư cô giúp giùm đi sư cô ơi. Sư cô. Bà có muốn chết cả lũ không? Tới giờ đi rồi, đi đi. Sư cô ơi. Thôi mẹ ơi, mẹ để con đi đi. Ờ đi 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 đi. Mẹ sư bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Đi thôi sư bà ăn đi. Ờ đi 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 đi. Lẹ lên. Tới giờ rồi. Mẹ đi với con. Cho mẹ với Lành ơi. Chết rồi. Giờ có mình sao ta? Xin Phật hiểu cho con. Con đang lo chịu Phật sự, cho nên không thể gặp con chàng tin được. Lỡ nó ăn thịt con sao? Chắc gì con gặp mà nó chịu tha cho con bé. Cầu cho nó được siêu thoát. Sư cô. Sư bà ơi. Sư cô. Sư cô ơi. Sư bà. Thoát rồi sư cô ơi. Vậy đúng rồi, thoát rồi sư bà. Sao mà thoát? Trời ơi, hai người mà trốn á là con chặn nó bắt ăn thịt cả ba luôn đó. Dạ không phải. Ông chặn ông thử lòng con bé thôi. Thấy nó hiền lành, giữ lời hứa nên ông tha cho nó. Có thiệt vậy không? Dạ thiệt. Dạ đúng mà. Lúc mà đi á, ông chàng còn dặn con là đi đường cẩn thận nữa. Dạ, con thấy á, ổng hiền như Bồ Tát vậy sư bà. Thôi, mẹ con mình dọn dẹp đi, đặng con lên đường nữa con. Dạ dạ. Bồ Tát? Có khi nào là Bồ Tát giả dạng thử nó? Mẹ con nhà này ăn ở giả bộ hiền lành giỏi quá. Không khéo chư Phật bị lừa lại cho họ thành Phật trước ta thì chết. Bọn nghèo đói này mà làm sao đắc đạo? Như vậy thì nhục cho thiền môn quá. Sắp tới Tây Trúc rồi, phải nghĩ cách cản chúng mới được.
còn xong ở ngay đây mà hồi nãy mình đi lấy nước cả buổi mày mới về. Giờ mới biết, hiểu rồi ha. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mới nãy á, con đi lâu lắm mới tới. Chứ lại cái dòng suối này, nó nhỏ lắm chứ nó đâu có lớn như vậy đâu. Ừ, lạ ghê vậy đó. Con nói thiệt mà. Không lẽ, sư bà ơi, có khi nào xuôi theo dòng suối này qua bên kia là Đức Phật? Đức Phật? Hả? Mình tới Đức Phật rồi sao? Trời ơi, vậy còn chần chờ gì nữa? Mẹ con bà nhanh đi chặt cây làm bè cho tôi. Nhanh lên. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Đi, dạ, đi nhanh lên. Dạ. Đi. Trời ơi, sắp đến Đức Phật rồi. Nhanh lên coi. Dạng tay lên con. Dạ. Ráng lên. Dạ. Mình không có cần chống nữa. Chắc là sư bà được Phật độ rồi đó. Phật độ mình là chắc rồi. Nhưng không lẽ hai mẹ con chẳng tu ngày nào mà cũng được ăn theo sao? Thiệt là vô lý quá. Nhanh lên, chóng nhanh lên. Nhanh nữa lên. Phải chi gió thổi ngược lại, cho hai mẹ con này trôi ngược qua bên kia, hoặc là lật bè luôn thì càng tốt. Rồi, hai người có thấy cây cổ thụ phía trước không? Dạ, dạ con thấy. Đó là cây quá kiếp. Hai người có biết, theo như ta đọc trong kinh sách, chỉ cần leo lên cây này, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, rồi cắm đầu nhảy xuống, rũ bỏ sát phạm, tức khắc sẽ thành Phật. Wow. Vậy thì hay quá. Phải. Con xin nhường sư bà lên trước. Hả? Dạ. Không, ta là người tu, tới được đây đương nhiên là Phật phải độ rồi. Thôi, tôi nhường cho hai mẹ con bà lên trước. Dạ, con cảm ơn sư bà. Không có gì. Vậy, lên. Hai mẹ con lên. Lên trước. Đi con. Dạ. Lên đi Phật độ đó. Dạ. Lên đi con. Cẩn thận nha mẹ. Leo nữa đi, cao lên nữa đi. Ừ, cao lên. Lên chút nữa, càng cao càng tốt. Dạ. Đúng rồi, lên đi. Lên đi. Đứng lên con. Được chứ sư bà. Đó, ở trên đó có càng cao hơn nữa đó con. Leo lên đi con. Dạ dạ. Lẹ lên con. Được rồi, bây giờ hai mẹ con chắp tay lại, niệm Nam Mô câu thần chú 3 lần, rồi cắm đầu xuống đất. Phật độ hai mẹ con bà liền đó. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhảy được chưa mẹ?
Ủa, sao lạ vậy? Sao mình không rơi xuống vậy con? Ủa, hai ông là... Rồi sẽ biết. Khá khen hai con có lòng từ bi. Ta sẽ đưa hai con gặp Đức Phật. Theo ta. Dạ. Trời đất, ta nói xạo mà hóa ra là thật sao? Không lẽ hai mẹ con nó được đổ thiệt rồi? Trời ơi, sao ngu quá vậy trời? Phải biết vậy là mình nhảy trước là được rồi. Ủa, mà trong sách vở đâu có nói chuyện này. Mà mình nói xạo, mà tại sao mẹ con nó lại được? Thì ra là lời của mình linh quá mà. Mà mình không biết. Chắc là tại vì mình tu luyện lâu năm quá, cho nên trình độ thượng thừa. Trời đất ơi, ta nói biết chắc được vậy mà mình cũng không ngờ. Hai kẻ tầm thường hơn mình mà được Phật rước. Còn mình chắc được cái ghế cao lắm đây. Trời, sao nãy đứng dưới không thấy gì hết trơn. Mà lên đây thấy cao quá vậy trời. Nam mô, Nam mô. Trời, trời ghê quá. Không biết có nhảy được không trời. Trời, mà không nhảy sao thành Phật được. Nam mô Di Đà Phật. Ủa, chưa nhảy nữa hả? Trời. Nam mô Di Đà Phật. Con nhảy à? Nhảy thiệt á? Đáng tiếc cho bà, đeo bộ mặt từ bi và lòng hiểm độc, chết bị biến thành bình voi, bị người đời móc ruột hằng ngày là vậy đó. Cha nó tính sao cái đã. Anh Ân chị Lụa chứ phải anh Ân là ba của chị đâu. Mà đợi ba chị con làm sao? Mà em tưởng hai người thỏa thuận Ân hết rồi chứ. Ân là một chuyện, nhưng mà phải coi cha nó cho nhiêu cái đã. Mày không thấy hả? Con gái của ổng vừa xấu xí vừa bệnh tật, cả đám tra làng này có đứa nào Ân đâu. Chính vì vậy ổng mới hứa ổng cho của hồi môn. Tao cũng miễn cưỡng lắm mới chấp nhận thôi chứ. Nói thiệt với mày, anh nói vậy không lẽ anh Ân chị Lụa là gì? Em nghe người ta sầm xì đó. Không yêu thương thì thôi đi. Mày bỏ cái suy nghĩ khờ khạo đó đi. Không thôi là mày nghèo hết kiếp này đó. Mình phải biết cái thân của mình chứ. Đã mồ côi rồi, nghèo kiết xác, phải biết tìm chỗ nương thân. Nè, bỏ con nhỏ mồ côi bắt ốc đó đi. Anh kiếm cho mày mối khác ngon hơn. Em với Nụ á, quen nhau từ cái thời tắm mưa cởi chuồng rồi. Không có bỏ được đâu. Em thì khác anh. Sống ở đời với nhau á thì phải sống với người mình yêu thương chứ. Chồng chài lưới, hên xui mai rủi, con vợ thì mò cua bắt ốc. Chà, hậu giận coi bộ huy hoàng dữ à. Chắc không giàu nhưng mà tụi em thương yêu nhau. Thôi đi, ta nói nè, cho giỏi lắm 3 năm con cái đói nghèo, rồi lúc đó lại như chó với mèo.
ở lại bên kia, con Lai Phát có đứa con gái xấu lắm, tưởng ta nó thù cợt, nhưng mà được cái ổng hào phóng lắm. Còn một, mày mà vô được cái nhà đó như là chuột sa hũ nếp. Thôi đi, em thấy anh á cũng nên suy nghĩ lại đi. Nếu anh chưa đủ thương chị Lụa thì anh bỏ đi, chứ vậy khổ cho chị lắm. Thôi đi, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Chính vì chưa thương nên mới càng có giá. Lì lợm, ta đã nói với mày rồi, mày cứ ráng mà đâm đầu vô cái chỗ xác xơ, sau này có nghèo đừng có trách tại sao anh hai không nói nha. Lấy được đúng người á lại mãn nguyện rồi. Mà anh nè, mấy cây củi mục á anh đem về đây chi vậy? Sao anh hứa bữa nay giao trầm cho khách mà? Thì trầm đó chứ lại gì? Cái gì trầm? Ờ, anh đừng có nói là anh ướp hươm làm hàng giả nha. Làm như vậy là tội chết, sau này mất mối cho coi. Mày lo cái thân mày đi nha. Coi dụng cụ kiếm tiền mà mày không có tiền mua cái mới, mày ngồi mày sửa hoài à. Trà. Em xin mời anh hai ở lại để coi như là em dâu mới, nấu bữa cơm đầu tiên mời anh chồng mà. Tôi thấy có cái gì trong bếp đâu mà mời cơm. Bà vẽ anh chi vậy? Kìa anh hai. Nè, bữa nay tôi quyền huynh thế phụ, bất đắc dĩ lắm tôi mới về đây. Sau này á, thân ai nấy lo, giàu thì hưởng, nghèo thì tự chịu, không có kêu ai hết. Đừng có trách là tại sao tôi không nói trước. Dạ, tụi em nhất định rao cháo có nhau, sống chung hạnh phúc. Anh đừng có lo quá. Chú Tính nói, đói ăn rau, đau uống thuốc mà. Con. Mẹ. Mình mới về đó hả? Dạ. Giờ còn mấy củ khoai à? Quậy ruộng hết rồi, không còn gì để mót cho con ăn nữa. Tết nhất tới nơi, hay là mình qua thử bên anh hai, nói khó với ảnh tiếng. Cũng phải có ít gạo với muối để cúng cơm ông bà, rồi cho con nó ăn nữa. Rồi ra viên á, vợ chồng mình đi làm rồi trả lại cho ảnh. Nghe tao dặn nè, mấy cái này á phải trộn thêm mặt cưa với dăm bào vô, hiểu chưa? Còn mấy cái lá thuốc này á trộn thêm lá cây vô, chứ mày để nguyên chất như vậy bán sao mà lời, hiểu chưa? Dạ con biết rồi, nhưng mà con sợ nhiều quá, lúc nấu nổi lên mà người ta biết sao. Ai nói mày, có nổi đi chăng nữa thì cũng chỉ là màu đen thôi, nhìn vô người ta tưởng là cặn thuốc thôi, ai biết được. Dạ. Mệt quá, đi đi. Con đi. Nói bao nhiêu lần nghe. Ông lại kêu thằng nô làm cái chuyện đó nữa hả? Coi sao đâu. Nhưng đó là thuốc, lỡ người ta uống vô tiền mất tật mang. Mà cưa với lá cây uống vô nó không hết bệnh, nhưng mà nó không có chết. Ông làm sao để đứt cho con đó? Đứt cho con? Bà biết nói vậy bà ráng bà để cho tôi đứa con trai đi. Chứ trời ơi, suốt ngày cứ làm kỳ đà cản mũi, cản trở công việc làm ăn của tôi không à. Đi vô đi. Đi. Mà nè. Dạ. Nghe tôi dặn nè, sau này á cứ ở trong nhà đi, hạn chế ra ngoài đường, nhất là những lúc mà tôi đi làm ăn đồ á ha. Những cái chỗ đó là chuyện làm ăn quan trọng, đừng xuất hiện. Bà nhìn đi, đâu có xứng, tôi đẹp quá mà ha. Bà vừa già vừa xấu, cái mặt lại hãm tài nữa, cho dù tôi mà có giỏi như thế nào đi chăng nữa, tôi làm ăn cũng không khá lên được, bà biết chưa? Vô đi. Ở gì đâu. Tôi nói thiệt, ngày xưa tôi không gì gia sản của cha bà, thì bà làm sao mà lọt vô mắt xanh của tôi được. Anh hai. Hả? Dạ. Gì đây? Lâu quá mới thấy con rồng ghé nhà con tôm. Anh ghẹo em hoài. Anh khỏe không?
Em nghe nói là dạo này anh chị làm ăn khá lắm đúng không? Cái người biết suy nghĩ lúc nào cũng khá hết. Có gì nói luôn đi. Em biết là em không nghe lời anh nên anh tức lắm. Nhưng mà anh em trong nhà, anh có thể nói chuyện vui vẻ hơn chút được không anh? Mày mà là tao đi, coi mày có vui vẻ được hay không. Nhìn cái bộ dạng của mày khiến tao mất mặt quá đi. Sao? Tao không có rảnh đâu. Có gì mày nói luôn đi. Dạ em tính hỏi anh là anh ăn cơm chưa? Cái chuyện tao ăn cơm rồi hay chưa đâu có liên quan gì tới mày. Em cũng nói thiệt cho anh luôn là Tết nhất rồi, nhưng mà nước sông thì nhiều mà cá thì ít. Em đi câu thì cá đủ ăn chứ không có dư. Tính ghé mượn gạo với muối để đem về cúng ông bà rồi ra Tết em trả. Tôi đoán đúng quá mà. Nó chưa kịp nói là tôi biết trong đầu nó nghĩ cái gì rồi. Sao? Có chút xíu gạo để nấu cơm cúng với chút xíu muối cũng không có nữa hả? Trời ơi, mất mặt quá vậy hả? Cái này em mượn em trả mà. Anh cho mượn thì em cảm ơn, còn anh không cho mượn thì thôi. Anh làm gì mà anh cảnh khóe dữ vậy? Ê cha, khẩu khí mạnh dữ ta. Biết vậy ngay từ đầu, tự biết mình, đừng có qua đây, ở nhà đi. Anh thật là quá đáng. Tao vậy á, nó không nghe không anh em gì hết mày. Mày mốt đừng có giác mặt qua đây nữa nha chưa. Đi dây. Nghèo mà bày đặc sĩ hả mày? Tết nhất sắp tới rồi mà đi mượn gạo với muối không ai cho hết, ngay cả anh ruột của mình. Từ bữa nay mình phải vô rừng kiếm củi để bán, mình không để cho vợ con mình chết đói được. Trên cái chân tôi rồi. Ông ơi, ông bị sao vậy? Sáng nay ta vô rừng hái thuốc, ta bị trợt gãy chân rồi, đau quá. Ta nằm đây mấy canh giờ chịu trận. Cũng may có anh đi tới, ta nhờ anh cứu giúp. Dạ, ông để yên, để con coi. Dạ. Chắc là bị gãy xương rồi, đau quá. Thôi, ông đừng động đậy. Ông bị vậy làm sao mà ông xuống đồi để mà về nhà được? Mà nhà ông ở đâu? Ta nghèo khổ, làm gì có nhà cửa. Ta ở trong hang bên đồi kia, cũng hơi xa đó. Có điều ở đó có thuốc đắp trị xương cốt. Từ đây qua bên kia đồi, người mà khỏe á cũng đi tới chiều á. Đúng vậy. Thôi, nếu còn bận cứ đi đi, để lão tính. Ông tính làm sao được mà tính. Thôi để con đưa ông về. Như vậy phiền con lắm. Dạ không có phiền đâu ông. Mà nếu đi về á cũng tới tảng sáng hôm sau. Chỉ có vợ con ở nhà lo chút xíu thôi à. Nếu mà ông ở đây á thì đến tối làm sao chịu nổi. Để con cõng ông về. Được không con? Dạ được. Ta nặng lắm đó. Dạ không sao. Mà đường để trơn dốc rất là nguy hiểm, lỡ có chuyện gì. Không sao đâu ông. Ông đứng lên đi để con cõng. Cảm ơn dạ. Con cẩn thận nghe. Cầm mẹ con nghe. Đau quá. Dạ. Dịp. Dịp thầy rớt rồi. Dịp thầy rớt rồi. Ông ngồi xuống đây đi. Cho ta xuống đi. Dịp ông ở đâu ông? Kìa, để giúp ta đi. Ông ngồi ở đây để ăn lụm cho. Chân ca bị gãy. Ta nói con cõng em giùm ta. Dạ, tại vì đường ở đây khó đi, với lại con mệt quá.
Nếu như bận, con cứ đi đi. Ta ở đây một mình, một hồi ta lết về. Không được đâu ông. Con nghĩ là trời sắp tối rồi. Với lại ở đây đường thiên nước độc, ông đi một mình nguy hiểm lắm. Nhưng mà lần này á, ngươi phải chắc là cổng ta êm nghe. Dạ 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 cha, con sẽ đi chậm hơn mà. Lên ông. Dẹp gì nữa ông? Dẹp ta rớt rồi. Mà sao người cổng ra? Mệt quá. Cho ta ngồi xuống nghỉ chút đi. Ông ngồi xuống đây đi, để con lấy dép cho ông. Từ ông. Cẩn thận đó. Dép nào ông? Mệt quá. Ủa mà ông, sao con cổng ông? Con không mệt mà sao ông mệt? Người cổng ta không êm gì hết, sốc quá. Tất nhiên là ta phải mệt hơn ngươi rồi. Nè. Dạ. Nếu cổng qua được thì cổng tiếp, còn không được để ta ngồi đây. Không không, con cổng được mà ông. Chắc chắn được không? Dạ được. Ừ. Dạ. Được thì cổng mình đi tiếp nha ông. Ừ. Từ từ nha. Từ từ. Nặng không con? Dạ ông nặng không? Ông bấm chắc vô nhau. Đi. Dạ. Người đợi ta một chút. Ông. Hả? Ủa, chân ông bị gãy mà sao ông đi được vậy? Chân ta đâu có gãy đâu. Vậy là hồi nãy nói ông trượt chân là ông gạt con hả? Không gạt con, làm sao được một chuyến cổng phải ru như vậy hả? Ông thiệt luôn á. Thà ông nói ông mệt, con cổng ông về chứ ông bày đặt dạng chi. Rồi cái vụ mà bị rớt dài là ông cố tình chứ con á hả? Đúng, cố tình. Nè, chồng kẹo một chút, chứ đi không có gì đâu vui, phải không? Ông chơi kỳ quá. Cố tình mà không kỳ. Thôi, bây giờ ông cũng về tới nhà rồi, thì thôi con cũng về nhà không trễ. Người đừng yên đó đi, chờ ta lấy đồ cho ăn. Trai, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ đó. Tại con mệt quá, bây giờ con ăn để lấy lại sức. Ủa, mà công nhận ngươi khỏe thiệt đó. Ủa, mà bộ ông hay lừa người ta kiểu đó để người ta cõng ông về hả? Ừ, không phải ai cũng được lừa. Ăn đi, rồi đem số bánh bao này trở lên núi. Ừ. Ủa, để rồi sao không nữa ông? Kỳ này không phải ta lừa ngươi, mà ta trả công cho ngươi đó. Đền công cho con. Ừ. Mà ông kêu con đem bánh cho người nào nữa? Sao ông thích lừa người ta quá vậy? Để ta nói cho người nghe, ta đây không phải là người thường. Những người ngươi mang bánh bao lên cho cũng không phải là người thường, mà họ là những sơn thần. Ông phải là người thường. Vậy để ta nói xong. Trên đỉnh núi có một cái hang nơi các sơn thần trú ngụ. Các sơn thần rất thích ăn bánh bao. Nè, mà nãy giờ ngươi ăn bánh bao này, ngươi có thấy gì khác lạ không? Dạ. Bánh bao này rất là thơm, cực kỳ đặc biệt. Các sơn thần ăn không bao giờ biết ngán, cho nên các sơn thần rất thích. Ngươi đem bánh bao này đến cho các sơn thần, các sơn thần sẽ cho ngươi rất nhiều thứ. Nhưng ngươi không lấy thứ gì hết, chỉ xin họ cái cối xài đá. Ủa, sao ông nói giống thiệt dữ vậy ông? Cái cối đó không phải là cái cối bình thường. Nó xài ra muối. Nếu muốn nó xài, người nói ba lần câu,
Cõi ơi, hãy say đi. Nếu muốn nói dừng lại, ngươi cũng nói ba lần cái câu: cõi yêu quý ơi, hãy dừng lại. Nhớ nghe. Dạ. Ông ơi, ông ơi. Sơn thần là có thần. Vậy ông lão hồi nãy là thần tiên thiệt rồi. Thôi đi, ngươi kêu ta tập võ để phòng thân mà tập võ giống như muốn quá vậy. Vậy đánh với ai? Trời ơi, tôi mới xuống núi ngày hôm qua, loài người bây giờ chỉ tập loại võ công này không à. Thôi, ta thấy đói bụng quá rồi, không tập nữa. Đi về đi. Ông nói thì tụi mới nhớ đó nha. Đói bụng thiệt á. Yes. Ngươi nghe có mùi gì không? Không. Có mùi bánh bao đâu đây? Có không đó? Hay là đói bụng tôi suy nghĩ ra vậy? Có mà. Tôi thấy có cái mùi gì cay cay. Đâu, để tôi thử cái coi. Chẳng có bánh bao đâu đây. Hả? Ta thấy rồi. Ta thấy biên. Biên. Ê, nhóc nhóc, đứng lên, đứng lên. Mày có nói hay không? Dạ, con. Người có nói không? Con. Tại sao rình rập hai đứa ta? Nói mau. Dạ dạ, con. Có nói không? Đi. Dạ. Nhà ngươi là ai? Mà làm cái gì rình rình núp núp lo lo ở dưới vậy? Dạ, con. Người nói không? Con. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có nói không? Dạ, con nói. Thiệt không? Dạ, thiệt. Thề đi. Dạ, con thề. Vậy được đó, đi xuống dưới nói chuyện nghe. Xuống. Ai thật ơi, nghe nhạc thở con quá. Ta làm cái gì mà nghe ngươi nhạc thở? Đất đất lắp người con rồi. Phải không? Trời ơi. Trời, xin lỗi ngươi nghe. Hồi nãy ta biến. Hồ biến. Hai thần làm con nghẹt thở quá. Nghẹt thở cũng phải nói nữa. Nếu không ta bóp cổ người chết. Nhà ngươi biết đây là đâu không? Có người mà dám đột nhập chỗ thần thánh tu hành, nhà ngươi muốn chết hả? Dạ, có một vị thần giả làm ông lão lừa con, xong rồi biểu con đem bánh lên đi cho hai vị. Nhưng mà khoan, có điều kiện. Nói lại lên. Dạ, con còn vợ dạy con thơ ở nhà, xin tha mạng cho con về nhà với vợ con. Sơn thần không có giết người. Ai nói người ta giết người? Đưa bánh cho ta. Ngọc ngà châu báu, ta sẽ cho ngươi đem về nuôi vợ con. Dạ, con không cần vàng bạc châu báu gì hết, con chỉ xin cái cối xay thôi. Cối xay? Sao nó biết có cối xay? Thằng này được voi đòi cối xây nè. Nè, được rồi, ta sẽ cho nhà quá kiếp đi cho sao. Khoan, ta cũng đói bụng rồi, bà đệ cũng thèm lắm rồi, mà còn giả bộ nữa. Thôi mình ăn đi. Sao không biết hay vậy? Thôi, đưa bánh đi. Cối xây trên kia kìa, lên chảnh lấy đi. Nè, nặng lắm mà nghe. Dạ. Có cần hướng dẫn trước khi sử dụng không? Dạ, khỏi, con biết rồi. Cảm ơn hai thần. Cái gì đây? Muối nè. Muối đâu?
Thì cái này là muối nè. Trời ơi, sao mà mình nói là mình đi vô rừng kiếm củi đi đổi lấy gạo, bây giờ mang cái này về? Thì tôi đi vô rừng kiếm củi, nhưng mà vô tình gặp được một ông lão. Ông bị thương nên tôi phải đưa ông về. Xong rồi á, ông cho tôi ăn bánh bao. Xong rồi á, kêu tôi á, đem bánh bao lên cho Sơn Thần. Rồi biểu tôi xin cái cối này về nè. Mà xin cái cối này làm gì? Nhà mình cũng đâu có gạo đâu mà xây. Sao không xin cái khác? Sơn Thần cho nhiều vàng bạc châu báu lắm, nhưng mà ông tiên nói lấy cái cối này xây ra muối, cho nên tôi thấy thích hơn. Cái cối này xây ra muối hả? Ừ. Rồi mình có thử không? Sợ gần chết. Mà ông vừa nói xong là tôi chạy tới lấy cái cối này chạy một mạch về nè. Trời ơi, mình ơi là mình. Sao mà mình khờ quá vậy? Đã vậy thì mình chạy luôn đi, còn mang cái của nợ này về chi cho nó mệt xác. Phải á, nó xay ra muối được thì cũng đỡ. Thiên hạ bây giờ đang náo loạn về muối á. Để tôi thử cho mình coi. Phải chi mà có nửa chén muối thôi, dè xẻn cho con nó ăn với cơm cũng đỡ. Coi ơi, hãy xay đi. Coi ơi, hãy xay đi. Coi ơi, hãy xay đi. Ê, mình ơi, nhìn kìa. Muối. Muối. Có yêu quý ơi, hãy dừng lại. Có yêu quý ơi, hãy dừng lại. Có yêu quý ơi, hãy dừng lại. Muối nè. Mình vào to rồi mình ơi. Vào to rồi mình ơi. Muối nè mình ơi. Đúng là trời Phật cho mình mà. Có cái cối thần này, Tết này vợ chồng con cái mình không phải là chết đói nữa, không phải lo không có cái gì để cúng ông bà nữa. Ở đây có muối thiệt hả? Dạ, bao nhiêu cũng có hết. Đâu có thấy vùng này ai làm muối đâu. Nếu mua số lượng lớn á, anh có đảm bảo nguồn hàng cho chúng tôi không? Dạ, bao nhiêu cũng có hết. Ừ, vậy thì đóng hàng đi, mai tôi cho thuyền tới lấy. Tôi lấy 3 thiên nữa nha. Tôi cũng vậy luôn nha. Hai ông cứ yên tâm, sáng mai sẽ có hàng cho hai ông mà. Ừ, thôi tụi tôi về ha. Dạ. Ừ. Dạ. Mình. Mình à, chắc là mình phải đi thuê người về làm phụ, chứ đóng hàng nhiều quá, một mình làm sao làm kịp. Tết nhất sắp tới rồi, bà con trong làng ai cũng khó khăn vất vả. Bây giờ mình cứ yên tâm đi, để tôi kêu mấy người trong làng á có hoàn cảnh giống như mình, kêu họ làm chung để giúp nhau luôn. Ừ, dạ. Lộc thần thánh ban cho, mình nên phải chia sẻ bớt, chứ để lúc mình khó người ta giúp rồi, bây giờ mình nên giúp lại. Ừ, mình nói vậy phải đó, mình đi liền đi. Ừ, tôi đi nha. Dạ. Dạ, con mời ông uống trà. Thưa ông, mọi thứ con đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ còn thiếu gạo với muối thôi. Tốt. Gạo thì con dặn mối cũ, muối thì con dặn mối mới nè. Sao phải đổi? Vậy ông chưa có nghe thông tin gì sao? Cái thằng này, tao mệt mày ghê luôn. Cái chuyện gì thì mày cứ nói thẳng ra đi, mày cứ úp úp mở mở hoài làm sao. Vậy thì con nói thẳng ông luôn, con không úp úp mở mở nữa. Nói đi. Em con bây giờ là nhà cung cấp muối lớn nhất xứ mình á. Người ta nói khách hàng kéo tới ùn ùn muốn bao nhiêu có bao nhiêu luôn. Em hả? Dạ. Em nào phải? Dạ, con mời ông uống trà. Thưa ông, mọi thứ con đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ còn thiếu gạo với muối thôi. Tốt. Gạo thì con dặn mối cũ, muối thì con dặn mối mới nè. Sao phải đổi? Vậy ông chưa có nghe thông tin gì sao? Cái thằng này, tao mệt mày ghê luôn. Cái chuyện gì thì mày cứ nói thẳng ra đi, mày cứ úp úp mở mở hoài làm sao. Vậy thì con nói thẳng ông luôn, con không úp úp mở mở nữa. Nói đi. Em con bây giờ là nhà cung cấp muối lớn nhất xứ mình á. Người ta nói khách hàng kéo tới ùn ùn muốn bao nhiêu có bao nhiêu luôn. Em hả? Dạ. Em nào phải? Trời, từ trước giờ ông có mấy người em? À, ý mày nói thằng em ngu si của tao đến nỗi muối cúng mà nó cũng hết qua đây nó xin đó hả? Dạ. Ông nói con nghe nè, ở cái xứ này ai mà có muối đóng đi xứ Tàu, cái người đó mới hơn ông được ha. Còn nó đó hả, quả mai chỉ là trời cho thôi, chứ nó mà làm sao mà. Chắc là trời cho rồi ông ơi. Mày nói khùng khùng điên điên gì mày? Dạ, thiệt mà.
thiệt gì. Trong cái làng này ai cũng nghĩ cái vụ này kỳ kỳ nó lạ lạ làm sao á. Tại trước giờ cái làng mình đâu ai làm muối đâu, mà kho dự trữ lại càng không, nhất là em của ông nữa lại càng không. Vậy thì muối ở đâu ra? Ta nói á, khách hàng á từ tứ xứ tới đây luôn, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ghe nó chở hoài luôn có không hết muối nữa. Trời ơi, nãy giờ mày nói cái gì vòng vòng ta không hiểu gì hết á. Mày nói lại đầu đuôi câu chuyện tao nghe coi. Dạ, nãy giờ con nói hết mà ông không hiểu hả? Trời, giờ chỉ tóm gọn là một câu, em của ông sắp giàu to rồi đó ông. Cái thằng đó chắc nó dai mượn của ai rồi nó mua bán cò con thôi, chứ nó thì làm sao mà. Chuyện đó thì con không biết, nhưng mà chắc chắn cái vụ này á là ra chán trong vùng mình á, ùng ùng kéo qua bển đóng hàng, nội khi muối không đủ sống nữa ông, vô nhiêu là nhận nhiêu à. Anh Đinh à. Dạ. Lấy Quảng á, một ghe 50 bao. Dạ. Lấy Phú á, 200 bao. Còn lấy Ân á, 1 thiên. Bây giờ á, anh đi ra bến thuyền coi phân ra cho đủ để giao cho người ta nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, rồi, tôi nhớ rồi, mợ yên tâm. Tôi đi nha, tôi đi nha mợ. Dạ cậu. Đi đi. Mình dễ giao đủ nha. Dạ. Tết nhất tới rồi. Anh hai, anh tới chơi hả? Dạ, chào anh hai. Dạ, mời anh hai ngồi. Nghe nói dạo này cô chú phất lắm hả? Dạ, cũng được à. Mà muối đâu mà cô chú đóng liền liền vậy? Dạ, chắc cũng nhờ cái ví của anh à. Là sao? Dạ, cái bữa mà em qua nhà anh mượn gạo với muối mà anh không cho đó, em phải vô rừng kiếm củi để bán kiếm tiền. Cái em gặp một ông già. Ông già, ông bị kẹt chân, em cõng, em đưa ông về. Cái ông về, rồi ông kêu em đem mấy bao lên núi gặp sơn thần, rồi sơn thần cho em cái cối xe muối. Cái gì? Ông lão, bánh bao, sơn thần? Dạ. Cối xe muối? Dạ. Hoang đường. Bởi vậy mới nói không tin cũng phải tin. Chứ anh nghĩ em làm gì mà có muối để bán như vậy? Nếu anh không tin, để em cho anh coi. Kỳ lạ thiệt. Cái chuyện hoang đường vậy mà cũng có thiệt nữa hả ta? Ê chà. Anh hai. À. Dạ, chắc nay mai em cũng phải đổi nhà mới. Em sẽ xây một ngôi nhà cho vợ con em ở đàng hoàng. Giờ vợ chồng em cũng khá rồi, không phải lo chạy gạo như lần trước nữa. Khi nào nhà xong á, anh thỉnh thoảng qua chơi nha. Ờ. Lạ thiệt ta. Chuyện hoang đường gì mà cũng có nữa. Ông ơi, ông ơi, ông, ông ơi, tao nè. Ông này hả? Dạ, ông. Thấy mày hớt ha hớt hải là tao biết có chuyện rồi. Chuyện gì? Dạ, có ông chủ muối Vạn Phát mời ông qua ăn tân gia cái dinh thự mới của ông. Mày sao vậy? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, lúc nào mày cũng Vạn Phát, Vạn Phát, ông chủ này, ông chủ nọ. Nó là em của tao, mày biết chưa? Dạ, em của ông là một chuyện, còn bây giờ người ta là chủ muối ông Vạn Phát là một chuyện. Trong vùng này ai mà không kêu vậy? Chẳng lẽ ông là anh ruột của ông? Ông phải mừng cho ông chứ sao ông bật vậy? Nhưng mà dầu gì nó cũng là thằng ngu, không chịu nghe lời của tao. Nó cãi tao đi lấy con nhỏ mò cô bắt ốc. Phải chi nó nghe lời tao, nó lấy con nhỏ giàu có đi, thì bây giờ nó đã giàu sang lâu rồi, chứ đâu phải đợi đến bây giờ, mày hiểu chưa? Trời ơi, mò cua bắt ốc là chuyện xưa rồi. Còn bây giờ bả là bà chủ muối Vạn Phát nổi tiếng nhất vùng này. Trời ơi, trong vùng này ai cũng quý mến bả, tại bả sang trọng, tại bả tốt với người khác, chứ không phải ác nhân như mấy cái thứ xấu xa gì đâu. Ông, vậy giờ ông có đi ăn tân gia không? Để con biết con ra trả lời. Mà nó làm cái giống gì nó ăn tân gia hoài vậy hả? Dạ, tại vì giờ người ta mở thêm mấy cái xưởng muối mới, chắc là chê mấy cái nhà kia cũ nhỏ, cho nên giờ xây một cái dinh thự hoành tráng hơn cho thiên hạ người ta biết mình giàu. Còn nói thiệt ông nha, qua coi dinh thự rồi á, nó bự, nó xa qua, nó lộng lẫy, không có thua ai hết trơn á.
con nghĩ giờ chỉ nhìn thua cung của vua thôi. Đi mà, biến đi. Đi. Dạ, ông mới về. À. Ông. Ừ? Ông. Gì? Ông ở bển, ông thấy làm sao? Ông thấy cái nhà của em ông á, hoành tráng, bề thế không ông? Con đâu có nói quá. Cục đi. Ông, ai làm gì ông bực vậy? Tao không có bực. Mày hỏi một hồi tao mới bực á. Dạ, tại vì con thấy ông bực. Tuy là con ít học, không có giỏi gì, nhưng mà con hiểu được phần nào. Nè, mày hiểu cái gì? Mày ăn nói lung tung cái gì đó? Dạ con đâu có nói lung tung. Con hiểu về tâm lý của một con người. Tâm lý một con người ấy, lúc nào cũng nghĩ mình cao sang, lúc nào cũng nghĩ mình trên cơ thằng em mình, lúc nào cũng nghĩ em mình ngu đần. Vậy mà đùng một cái thằng em mình hừng hực khí thế làm trùng thiên hạ, làm cho thằng anh mình bị lép vế. Mày lên đi. Mày có tin mày nói một tiếng nữa, ngày này năm sau là đám giỗ của mày không? Dạ dạ ông bình tĩnh. Dạ là tại vì con nói vậy là con thương ông á, là con đang bàn mưu tính kế để tìm giải pháp cho ông. Giải pháp? Giải pháp gì? Dạ con thấy ông bất cứ trong người là tại vì ông đang thèm cái cối xay muối, đúng không? Thì sao? Dạ tại vì đó là tâm sinh lý hết sức bình thường của một con người. Hay là có, mình không có, bực tức, ganh tị, đúng không? Chỉ có một cách, bốn chữ thôi: làm sao cho có. Làm sao cho có. Vậy tại con nghĩ là em của ông nó không có ác như ý con nói là rất là hiền từ, nhân hậu, thương anh mình biết bao nhiêu cho đủ. Cho nên ông qua ông nói gì nè, em thân yêu của anh nè, trước giờ anh chửi em là muốn em khôn lớn lên thôi, giờ thấy em cũng có đầy đủ rồi, hãy nhường cho anh cái cối xay muối đi, chắc chắn em ông sẽ cho. Nếu như nó không nhường lại thì sao? Thì á, mình sẽ có giải pháp khác. Có bao nhiêu ruộng vườn, gia tài, vòng vàng châu báu, kể cả vợ con, đổi hết, chỉ cần cái cối xay muối, mai mốt mình kiếm lại mấy hồi, đúng không? Phải hả? Làm bằng cách nào đó phải đổi cho bằng được cái cối xay muối. Cho dù đổi cả vợ con mình cũng phải đổi cho bằng. Dạ. Huống hồ gì con vợ của tao, nó vừa xấu, nó vừa già, mà nó vừa làm kỳ đà cản mũi nữa. Phải đổi thôi. Dạ. Nhưng mà cái đó chỉ là cái cớ để mình có cối xay muối. Dạ em mời hai. Bao nhiêu năm nay tao chịu đựng, nhưng thật ra anh khổ tâm lắm. Vợ với con. Em thấy chị dâu tuy là nhà giàu nhưng mà một lòng với anh mà. Em lấy vợ nghèo, em không hiểu được nỗi khổ của anh đâu. Nói cái gì thì nói, anh em mình xuất thân từ bần hàn, thân ở rễ như chó chua gầm chạng vậy đó. Khổ cực trăm bề. Thật hả? Sao mà em nghe người ta nói anh ăn hiếp chị dâu không à? Không có đâu. Cái đó là tỏ ra bên ngoài cho nó bớt tuổi thôi. Chứ thật ra anh sống khổ sở lắm. Bây giờ anh muốn đi đâu đó, một nơi thật xa, làm lại từ đầu, sống một mình thôi. Anh muốn được giải thoát, anh muốn được giải thoát. Em hiểu không? Anh đi một mình. Vậy chị với lại mấy đứa nhỏ thì làm sao? Không sao, không có anh cũng có của. Mẹ con nói duy sống mà. Anh định để lại hết, nhưng mà cũng phải giữ một ít gì đó trong người để làm của chứ. Cho nên anh tính nhờ chú một việc. Chú ráng giúp anh nghe. Em hiểu rồi. Về lộ phí anh cứ yên tâm, em sẽ lo cho anh một số vốn để anh làm lại từ đầu. Chị dâu với tụi nhỏ em sẽ lo, anh cứ yên tâm đi. Nhưng mà em mong anh suy nghĩ lại, quay về với gia đình. Cảm ơn chú. Anh biết là chú thương anh. Ngày xưa anh đối xử với chú không phải. Chú cho anh xin lỗi nghe. Chuyện xa xưa rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Nhưng mà chú giúp anh như vậy, anh sợ tiền bạc đem theo bên mình nó nguy hiểm. Dầu sao anh cũng lớn tuổi rồi. Hay là vậy, cái cối xay đó chú giữ cũng lâu rồi, cũng dư xài rồi,
chú đưa cho anh đi. Anh đem theo trên đường, cướp nó mà thấy thì nó thấy cái cối say thôi, nó cũng không cướp làm gì, đúng không? Giữ được tính mạng chuyện của này anh. Thì em cũng nói mà, bữa đó không nhờ anh, không cho em mượn muối thì Sơn Thần cũng đâu có hiện mình giúp đỡ em, đúng không? Sơn Thần là giúp đỡ gia đình mình, anh cũng là anh ruột của em, anh cũng phải được giúp đỡ, đúng không? Hiểu không? Cũng phải đưa chuyện tay cho anh để anh xài bớt cho em giữ luôn vậy, Sơn Thần giận sao? Đúng không? Dạ, hay là bây giờ vậy đi, em sẽ bàn với vợ em, xong rồi hai vợ chồng em sẽ qua thưa chuyện với anh chị. Bạn vợ hả? Dạ. Lẹ nghe. Dạ. Chứ anh là anh ngán vợ già nhà anh lắm rồi đó. Nhớ nghe không? Dạ. Anh về nghe. Dạ anh hai về. Hỏi lại lẹ nghe không? Dạ em nhớ rồi. Mình sao tự nhiên anh hai sao lại? Em nói thiệt, so với hồi xưa, vợ chồng mình bây giờ đã quá mỹ mãn rồi, em không mong gì hơn. Em nghĩ là anh hai đang trong lúc khó khăn, mình giúp đỡ cũng được. Nhưng nếu mà cái cối về tay ảnh á, sẽ là thảm họa. Ảnh sẽ đuổi hết người làm, một mình ôm cái cối bỏ trốn. Phải, nếu cái cối trong tay mình á, mình có thể trích ra một chút, giúp được bao nhiêu người nghèo có vốn làm ăn. Chứ tôi biết rồi, mình đừng có lo, để tôi nói chuyện với ảnh. trời ơi, cây này sắp sửa mát lại rồi. Trời ơi, cái cây hoa này trồng biết bao nhiêu lâu, bây giờ mới ra hoa, có nghĩa là nó báo trước điều may, cái điều gì may mắn lắm nè, đến với mình nè. Ông ơi, ông ơi, tao nè. Dạ. Vô đây. Dạ, ông. Dạ, dạ. Có em của ông qua thăm kìa. Trời, sao nó qua sớm vậy? Tôi đâu biết. Ông phải kiềm chế lại nghe. Con thấy sự ganh tị của ông lên tới ốc rồi đó. Ờ. Mày. Anh hai. Dạ, dạ. Dạ, cái thú điềm nhiên này là nhất rồi. Thế gian này không ai bằng anh. Thiệt ra là tại trong nhà nó ngột ngạt quá, anh ra đây để hưởng khí trời, chứ thật ra cuộc sống của anh nó không như vậy đâu em à. Em qua đây là cũng muốn nói chuyện đó. Em hiểu cho anh hả? À vậy thì giải quyết sớm cho anh đi. Hả? Nó đâu? Dạ, thì là cái cối này là lộc của trời cho. Nhưng anh đã nói là cái này là không thể nào để riêng cho ai được. Đúng rồi. Cho nên là em nghĩ là em sẽ không giữ riêng cho em. Em suy nghĩ vậy là đúng, chính xác. Cho nên là em để nhà em. Em để rồi cái hàng tháng em chia cái lượng cố định, em chia cho người nghèo. Rồi em trả thêm, em trả lương cho nhân công đang phụ chỗ làm muối của em. Dạ, tại vì là tất cả nhân công đều là ăn lương từ cái cơ đó. Nếu em đưa cho anh thì cũng như là em giúp đỡ anh ruột của mình. Người ta nói là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, đúng không? Ủa cái đó là trường hợp anh nghèo, nghèo thiệt em mới giúp. Chứ đằng này em đưa cho anh giữ, anh bỏ trốn, anh hưởng một mình anh, biết bao nhiêu con người phải lao đao khổ sở. Thôi bây giờ vậy, nếu như em không cho anh á thì em đổi tranh cũng được. Gia tài của anh á có nhiều á, anh giao hết cho em để đổi lấy một cái cối thôi. Vậy là em lời quá, còn muốn gì nữa. Chẳng qua anh thấy cái cối nó hay hay cho nên anh muốn làm kỷ niệm thôi. Ủa, lúc trước anh nói cái gia tài này là của chị dâu mà, bây giờ mà anh ăn ở vậy anh đoản hậu lắm anh hai. Bây giờ sao? Tao kêu mày giao cái cối qua đây, mày không giao, mày đứng đó mày giảng đạo cho tao làm cái gì hả? Em tới đây chỉ là muốn nói cho anh hiểu thôi, chứ em đâu có dạy gì đâu hả. Chừng nào mà anh thật sự khó khăn á thì em sẽ giúp anh. Thôi em về nha. Về đi, cái đồ bạc bẽo, tao không có anh em gì với mày hết á. Gì? Con đã nói với ông rồi, ông phải biết kiềm chế cảm xúc, ông hiểu không? Đừng nóng giận hư bột hư đường hết. Hư bột hư đường cái gì? Cũng tại mày hết. Nghĩ sao à? Suối nó là giao cái cối qua, mày nghĩ sao nó giao? Ông bớt nóng giận lại, thua kéo này mình bài kéo khác. Kéo gì nữa?
mày làm cái gì vậy? Ông cúi xuống nhìn con, cho ông cao quá mà đẹp quá. Trời, sao chuyện này mà bể ra, tôi mất việc bỏ xứ mày đi luôn á. Mất việc, mất việc, bỏ xứ, bỏ xứ. Mai mốt ông làm xong, ông sẽ có một số vốn kết xù, làm ông chủ không sướng, muốn làm công hết đời sao, đúng không? Nhưng mà rủi ro cũng cao lắm, phải trả công cho tôi xứng đáng mới được à. Yên tâm đi, muốn nhiều có nhiều à. Ông chủ tôi không có kỳ kèo đâu. Sao? Gia đình nè. Dạ. Nghe tôi dặn, ở nhà nhớ coi chừng cái cối, lúc nào cũng phải để mắt tới cái cối nghe chưa? Dạ, cậu yên tâm, tôi lúc nào cũng coi chừng cái cối hết. Vợ chồng tôi á sang ăn cưới bên đó, nếu mà vui á sẽ ngủ lại, ngày mai mới về. Tôi dặn nè, ban đêm á phải coi chừng nhà, cửa nẻ phải cẩn thận, muốn đi ngủ á thì phải kiếm người khác đến canh. Dạ, cậu yên tâm. Tôi nhớ rồi. Tôi đi à. Đi mình. Dạ. Cậu mở đi cẩn thận. Cái tên này, hẹn giờ này tới mà chưa thấy mặt mũi đâu hết à. Anh Đinh. Trời, sao giờ này mới tới vậy? Trời ơi, tôi phải để ông bà đi xa tôi mới dám vô được chứ. Chú có đem đi không được, phải đưa cái cối trước rồi tôi mới đưa tiền sau chứ. Đợi xíu. Để lẹ nghe. Nghe tôi dặn nè, muốn mà cái cối này nó xây ra muối á thì phải đọc câu thần chú á. Cối ơi, hãy xây đi 3 lần, nhớ không? Biết rồi, mệt quá, để lẹ đi. Lẹ đi, không về là chết luôn á. Chà, căng thiệt. Trời ơi, muối ơi, xây ra muối. Thần chú, thần chú. Ê, ê, ê. Trời đất ơi, còn câu cuối chưa kịp dặn nữa. Cậy mày đi. Có tiền rồi. Trốn coi. Cái này sẵn sao? Ông muốn xây ra muối thì ông phải đọc thần chú. Cối ơi xây đi. Cối ơi hãy xài đi. Con muốn đọc à, con quên. Phải kêu 3 lần. 3 lần. Dạ. Không được kêu à. Ông mà kêu xong muối nó tràn ra nhiều quá, nó ngập nguyên cái nhà luôn á. Đúng ngập rồi, tôi. Nó tràn ra người ta biết, phải không? Dạ. Cái thằng Gia Nô của ngày em ta đâu rồi? Dạ, ông yên tâm đi, con đã giải quyết xong hết rồi. Vậy à? Giờ nó cũng bỏ đi rồi. Đi vậy rồi. Con mới xứng đáng làm Gia Nô của ông chứ. Gia Đình ơi, Gia Đình, Gia Đình, Gia Đình ơi, đi đâu mà bỏ nhà cửa chống quê chống quốc vậy nè? Chết rồi mình ơi. Cái cối. Cái cối làm sao? Cái cối mất tiêu rồi. Rồi đồ đạc của ông Đinh á cũng mất tiêu luôn. Hay là ông trốn rồi? Rồi mình phải làm sao hả mình? Nếu mà chắc chắn nó lấy thì ôm cái cối cũng chẳng chạy đi xa được đâu. Mình báo quan để người ta phụ kiếm đi. Vậy mình đi đi. Rồi mình phải báo quan liền. Nhớ là tả rõ bộ dạng và tả rõ cả cái cối nữa để người ta tìm nha. Tôi biết rồi. Nhanh đi mình. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Chết rồi. Chết rồi ông ơi. Bình tĩnh. Nói cho ông nghe. Chuyện gì? Dạ, cái vụ mấy cái cối á, em của ông báo quan rồi. Cái gì? Báo quan hả? Dạ. Trời, bây giờ binh lính á đang lùng sục tìm kiếm thằng cha Đinh. Con chỉ sợ lúc bắt được thằng cha Đinh á, rồi họ tra khảo nó khai ra hết á là chết mình luôn á. Mày hay quá, cái lúc bài mua tính kế mày nói là chắc ăn lắm mày. Dạ, lúc đó mua kế nó im xuôi rồi. Con cái em ông báo quan á, chuyện đó ngoài dự tính sao con ngờ được. Ngờ cái gì không biết nữa. Rồi giờ sao?
Tao chỉ sợ là người ta bắt được cái thằng đó thôi. Nhưng mà con sợ vấn đề khác đó ông. Vấn đề gì nữa? Nếu bắt được thằng đó là quan đã qua mời ông rồi. Mắc gì mời tao? Trời, thì lúc điều tra vụ án người ta sẽ tra khảo về mọi dính líu từ món đồ bị mất chứ. Mà ông nghĩ coi, chính ông là người đầu tiên hỏi cái vụ cái cối á. Vậy bây giờ sao? Nhưng giờ cũng biết sao. Nhưng mà cái vụ này chứ sơ cũng lộ à. Ông mất cả chì lẫn chài luôn á. Hay là ông trốn đi ông. Trốn. Ông hay tin gì chưa? Tin gì? Ông chồng bà lụa ăn cắp cái cối của thằng em. Bây giờ quan phủ đang truy lùng ông khắp nơi. Tôi nghĩ ông không có thoát được đâu. Rồi, ông đó bị bắt là vừa. Xưa giờ có hai anh em ruột mà không trợ giúp, bổn xỉn keo kiệt, có giúp người nào đâu. Người gì mà tham lam ích kỷ. Tôi nói ông á, mấy cái thứ đó trời ông không có tha đâu. Tham lam vừa phải thôi, của em mình mà cũng lấy được nữa hả? Không được rồi, quan phủ cho người đi tìm mình khắp nơi. Mình phải tìm một chiếc thuyền đi thật xa mới được. Nào tao được yên tâm. Chuyện gì của mày và tao? Tao với mày thử nha cối. Cối ơi xây đi. Cối ơi xây đi. Cối ơi hãy xây đi. Ta sẽ giàu hơn vua. Xây nữa đi, tiếp tục đi. Đừng có xây nữa. Ta cứ đừng có xây nữa. Nói chuyện bây giờ. Đừng có chìm. Đừng có chìm. Dạ, ông tha cho con. Con cảm ơn cậu. Ông tha cho con. Dạ cảm ơn cậu. Nếu mà không nhờ cậu mở bẫy nại á, và xin với quan trên, thì chắc giờ này quan trên đã bắt tống giam tụi con vô ngục rồi. Thôi được rồi, hai anh đứng lên đi. Dạ cảm ơn cậu ba. Dạ. Hai anh biết nhận lỗi lầm của mình như vậy là được rồi. Người nào làm người đó chịu. Âu tất cả cũng do lòng tham của anh tôi mà ra. Anh đã phải trả giá cho những gì mà anh đã làm rồi. Còn hai anh á, từ nay phải kiếm một công việc lương thiện mà làm. Tôi sẽ giúp dạ. cho hai anh không đi gạt người ta nữa. Chí thú làm ăn. Dạ cảm ơn cô ba. Dạ cảm thôi, ơn cô ba. Hai anh lui đi. Dạ. Mình nè, tôi thấy gia cảnh nhà chị hai thảm quá. Ảnh làm thuốc gian dối dẫn đến chết người. Bây giờ chị hai phải bán hết nhà cửa ruộng vườn để trả nợ cho người ta. Chị hai và mấy đứa nhỏ coi cút không có nơi nương tựa. Em hiểu mà. Cùng là phận chị em dâu với nhau. Hay là mình giúp chị ấy xây một căn nhà, rồi giúp chị ấy một số vốn nữa để chị làm ăn. Từ từ chị sẽ xây dựng lại được cơ nghiệp. Mình thấy sao? Vậy thì còn gì bằng nữa. Mình làm chuyện đó giúp tôi nha. Dạ, mình yên tâm đi. Mọi chuyện cứ để em lo. Vì tham lam, người anh đã rớt xuống biển
và làm mồi cho cá. Còn chiếc cối rơi xuống đáy biển vẫn tiếp tục xây ra muối, nên khiến cho nước biển mặn tới ngày nay. Tam thương ba điều trong muôn kiếm, vương tôi thần tư hiếu chung, ơn sâu tròn đạo phu tư trăm năm. Đổi gạo chứ. Bữa nay anh về đó, anh mang gạo về. Chị cứ để rau ở nhà ăn đi. Chiều tôi có tiền công rồi, đi tôi kiếm gì ăn. Ăn rau này hoài tôi ngán, để tôi bán kiếm cái khác ăn. Tôi biết ở với ảnh chị cũng cực, nhưng ảnh cũng đang cố gắng làm lụng tích cóp để cất căn nhà mới. Mà ảnh lúc nào cũng biết của mình chị thôi. Chị suy nghĩ kỹ đi, rồi hắn làm gì thì làm. Làm gì phải suy nghĩ, bán hết tôi về. Thì tôi nói vậy đó, thằng cha bán đồ lậu, đồ ăn hậu, cả cái làng này ai cũng biết, mà cũng đâu khá gì đâu. Coi chừng đi dễ khó về à. Nè, chú Du quan giá họa cho tôi theo trai, tham vàng bỏ ngải đó hả? Ủa, tôi đâu có Du quan giá họa cho ai đâu. Nhưng mà chiều nay anh về, thì làm gì thì làm. Từ đây tới đó vẫn còn quay đầu kịp, còn sau đó thì trễ đó. Mày thấy chị dâu mày á đi chung với thằng cha bán rượu lậu. Ê ê, mày đâu vậy? Cho tao đi với. Bồ coi, thả tao với. Ủa, mà chị mày á với thằng cha đó đi bán rau chung hả? Bà đi bán thiện lát vậy, sao phải đi kiếm? Mệt quá à. Buôn bán gì, chị bỏ theo cha đó luôn rồi. Vậy hả? Hồi đó cha đó xấu, hay quýnh tao nữa. Anh mày á tốt hơn. Thì bởi vậy mới nói, lấy vợ đã khó rồi mà giữ vợ khó hơn. Giỏi như anh mày á, vợ còn bỏ theo trai, huống hồ là tao. Sao, mày cũng muốn vợ rồi hả? Ờ, tao muốn nhỏ Thắm con của ông Phú Hộ á. Mày dứt giùm tao đi. Bao nhiêu đám vừa tầm mày, sao mày không muốn? Nhào vô đám giàu sang chia cho cực vậy? Mà đã vậy, tao nghe nói là cô Thắm khi dễ trai làng này không có xứng, nên á, ai tới hội cưới đều chê bai, không có muốn nói chuyện, tự nhiên nhảy vô chứ. Thì đó, ngặt cái là tao lỡ thương Thắm lắm rồi. Bên đó ra điều kiện khó quá. Tao á thì ngu, nên tao nhờ mày giúp giùm tao nghe. Điều kiện gì? Ông nói làm sao á cho Thắm á trong một ngày nói được ba câu thì ổng mới gả. Trời đất ơi, gì mà khó dữ vậy. Ừ, để tôi coi có cách gì giúp cho mày không. Ráng nghĩ cách giùm tao đi. Ủa, anh hai, anh hai, anh mới về hả? Chị dâu mày đâu rồi? À, chị mới chị đi. À. Ờ, anh mới về mệt, hay là anh vô nghỉ trước đi. Tao hỏi chị dâu mày đâu rồi. Anh biết rồi còn hỏi gì nữa. Mày biết chị mày bỏ đi, sao mày không giữ lại? Em với nó chạy đi kiếm gần chết mà không thấy đâu. Thôi mày về đi, chút nữa tao qua. Ờ, mà nhớ giúp tao nghe. Biết rồi, về đi.
anh đi đường xa chắc cũng đói rồi. Để em lấy cơm cho anh ăn nha. Còn lòng dạ nào mà ăn nữa. Anh hai, anh đừng quá đau buồn. Lòng chị đã thay đổi rồi thì cũng không hạnh phúc đâu. Nếu chị dâu còn thương anh, em nghĩ chị sẽ quay về. Còn không, anh cứ cố gắng sống tốt đi. Em tin sau này anh sẽ gặp một người xứng đáng với anh mà. Tại sao? Tại sao chị em lại đối xử với anh như vậy? Anh có làm gì sai hả Út? Anh không sai. Em tin là sẽ có một ngày chị dâu quay trở lại. Cố lên anh hai. Anh hai mày sao rồi? Cũng đỡ rồi. Anh mới đi chuyến mới, cầu cho anh gặp ai được được chút xíu. Mày giỏi thiệt. Mày nói vậy mà anh hai mày cũng nuôi. Ủa, sao mày biết? Sao không biết. Bữa đó tao định ngoài hàng rào tao thấy hết. Bởi vậy tao mới đi đến kết luận là chỉ có mày mới giúp được tao thôi. Mày giúp mày chuyện gì? Là vậy, cha Thắm ra điều kiện trong vòng một ngày làm cho Thắm nói được ba lần thì ông mới gả. Mà tao nghi Thắm mới thấy tao là ác khẩu rồi, huống chi là Thắm mở miệng. Mày giúp tao đi nha. Mày giúp giùm tao đi. Tao thương Thắm dữ lắm. Đi mà giúp tao đi mà. Được rồi, để tao nghĩ cách đã. Cảm ơn mày nha. Nhà mình á, ngày nay có tiệc. Con coi là cái đám gia nhân á, phụ gia đình mình thiệt là chu đáo nghe con. Có đứa nào ở đây không? Dạ. Dạ thưa ông, gọi con. Có đứa nào rảnh làm cho ông con heo để ngày mai ông đẩy tiệc cái coi. Dạ con biết rồi ông. Dạ thưa ông. Đi đâu đây? Con tới đây để muốn thương tài phải không? Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Biết luật chưa? Nhắc lại cho tôi nghe cái coi. Dạ luật là... Thôi mệt quá đi ông ơi. Mày nhắm á, mày làm được hay không? Không được thì đi về. Cái thân á, nói chuyện lắp ba lắp bắp mà mày đặt làm cho người khác nói. Dạ con làm được. Mày làm được phải không? Dạ. Làm ông coi. Ông muốn làm heo phải không ông? Dạ, dạ để con làm. Mà ông cho Thấm phụ con nha ông. Củi lửa xong rồi, giờ chỉ còn thiếu nước. Nàng ở đây coi con heo giùm tôi, để tôi đi lấy nước nghe. Kỳ vậy ta, sao đổ hoài mà nó không đầy vậy? Sao mà ngu quá vậy? Phải lật cái chảo lên thì đổ nước vô mới đầy chứ. Vậy hả? Vậy sao nãy giờ Thấm không nhắc? Cảm ơn Thấm nha. Cái thằng này giỏi, lừa được người ta một cái mặt tỉnh bơ. Để coi sao đây. Một con. Nàng nói được một câu rồi đó. Mày giỏi thiệt. Bây giờ sao? Có nước rồi thì bây giờ chọc tiết làm thịt chứ sao. Chọc tiết? Ừ. Này đây. Tao biết rồi.
Chào tao nghe, tết tao đã nữa. Đứa sắp sôi rồi, đàn qua phụ giữ giùm tôi con heo để tôi giết nó nghe. Giữ chặt nghe, tôi đâm nó nghe. Sao không được? Sao mà ngu quá vậy? Phải quay cái cán dao lại, làm bằng cái chui sao mà chết được? Vậy mà nãy giờ sao mày không nói? Này Vũ có mệt lắm không? Giữ chặt nha, để tôi đâm nó. Coi, bồ coi, bồ coi. Hả? Này nói được hai câu rồi. Giờ sao? Thì bây giờ cứ vô phụ tiệc đi. Xong tiệc á thì rửa chén. Lúc rửa chén á. Hả? Đúng rồi, cảm ơn mày nha. Ngủ quá. Vậy ngủ thôi. Trời ơi, anh rửa vậy á, chừng nào mới xong? Thôi anh đi vô đi, làm gì thì làm, để tôi rửa cho. Dạ, cảm ơn anh nha. Cái này không cần thấm phụ đâu, để tôi làm mình được rồi, thấm đứng đó được rồi. Đã làm cho con gái của ta mở miệng tới 4 lần. Ta tuyên bố con là rể ta. Dạ, dạ con cảm ơn ông. Dạ con cảm ơn ông. Mừng quá. Mày á, nhớ đi ăn đám cưới tụi tao nghe. Ừ mày, tao không bao giờ quên. Mày đúng là giỏi thiệt. Giỏi gì đâu. Từ nay á, mày lấy vợ sinh con đẻ cái rồi làm ăn vui vẻ nha. Chắc sắp tới tao đi làm ăn xa một chuyến. Làm ăn xa hả? Là đi đâu? Làm cái gì? Tao cũng chưa biết nữa. Nhưng mà cũng phải lập nghiệp để sau này lấy vợ sinh con giống như mày vậy đó. Lo. Triều đình đang tuyển hiền tài. Ai được chọn sẽ thưởng hậu hĩnh, ban cho tước quan hậu vận rõ ràng. Loa. Ê, tuyển nhân tài kìa. Mày đi thử một lần đi. Với tài trí của mày á, ai mà quá. Chưa biết. Ba cái khôn vặt vặt làm sao so sánh với trí khôn thiên hạ được. Mày đi thử coi. Đằng nào á, mày cũng muốn đi xa lập nghiệp một chuyến mà. Đi thử đi. Mày nghĩ tôi được hả? Ừ. Huynh đừng vội. Để sau cuộc chiêu mộ hiện tại này, xem có cao kiến như thế nào. Rồi hẳn đi vẫn chưa muộn mà. Khoan đã. Để lại sắp đến lễ truyền ngôi của huynh. Đại hoàng huynh của chúng ta bị tống giam vào ngục, uất ức mà chết. Ta quyết phải trả thù cho đại huynh. Nếu không rửa được mối nhục này thì ta cũng không xứng đáng làm vua đâu. Nóng vội dễ làm hư chuyện. Có 3 huynh đệ thì đại hoàng huynh đã bỏ mạng rồi. Bây giờ chỉ còn 2 huynh đệ chúng ta. Bây giờ huynh sắp lên ngôi. Nếu như huynh có mệnh hệ gì thì đất nước chúng ta sẽ càng lâm nguy.
Vì vậy ta muốn đi ngay, quyết đem công chúa về làm vợ. Mặt khác, coi như ta giữ được con tin. Hoàng đệ, nếu như ta có bề nào thì đệ phải tìm mọi cách rửa hận cho ta và đại hoàng huynh. Đệ rõ chưa? Nhị hoàng huynh, hãy nhớ lời ta. Đi này là ít dữ nhiều nên về còn hơn đi tiếp. Lão là ai? Biết ta đi đâu hay sao mà nói như vậy? Tôi là ai không quan trọng, là người sắp phải lo cho dạng người, chuyện đó mới là quan trọng. Lão biết ta là ai sao? Quay về đi, dẫn số của ngài lẽ ra rất sáng. Nếu cứ khăng khăng mà đi thì có môn trời cứu mới thoát nạn. Thôi đi, ta không tin những chuyện bói toán dớ dẫn đó đâu. Và ta cũng đang lo cho dạng người đó chứ. Dạ bẩm hoàng tử, thần đã cho rao khắp chợ cùng quê, nhiều người tới lắm, nhưng ai nghe qua câu chuyện cũng sợ quá rút lui rồi ạ. Chẳng lẽ cả nước không có ai can đảm hay sao? Dạ bẩm, có một tên ở ngoài cổng thành đang năn nỉ xin vào ạ. Bao cho vào. Dạ bẩm, hắn chỉ là một tên dân đen nghèo hèn rách rưới, thần sợ hắn làm ô uế sân rồng nên không dám cho vào ạ. Ta cần đầu óc chứ không cần diện mạo của hắn. Cho vào. Tuân lệnh. Thần khấu kiến hoàng thượng. Ta miễn lễ, đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Sao ta thấy người quen quen? Bẩm hoàng thượng, chắc tại hoàng thượng gặp nhiều người nên thấy hao hao như vậy. Thần ở một nơi rất xa, và đây là lần đầu tiên thần tới nơi này. Lần đầu à? Sao ta thấy người giống một người mà ta đã từng gặp? Cũng vì sự kiêu căng và ngạo mạn của hắn mà đã bị ta nhốt vào ngục, uất hận mà chết. Sao? Ngươi biết luật rồi chứ? Dạ, thần đã rõ. Tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Hạ nhân là mồ côi, bái kiến hoàng tử. Mau đứng dậy đi. Đa tạ hoàng tử. Mồ côi, ngươi xin ứng tuyển mà ngươi biết thử thách chưa? Dạ, dạ bẩm hoàng tử, hạ thần từ xa mới tới, chỉ biết là có cơ hội thử thách chứ thật lòng chưa biết là phải làm gì. Câu chuyện của hai đại huynh ta trong dân gian ai cũng đều biết, vậy mà ngươi... Để ta kể cho ngươi nghe. Số là bên nước Lân Bang, nhà vua có một cô con gái rất là đẹp, nhưng không bao giờ mở miệng nói chuyện. Cha nàng cho truyền, nếu như ai làm cho nàng mở miệng nói chuyện thì gả con gái cho người đó, còn nếu thất bại thì sẽ bị tống giam vào ngục suốt đời. Làm cho công chúa nói được? Công chúa là một người sắc nước hương trời, và biết bao nhiêu chàng trai về háo thắng đã lâm vào tình cảnh thất bại. Chẳng lẽ các hoàng tử hoàng huynh của điện hạ? Cha ta có tất cả ba người con trai. Trước khi mất, cha ta có căn dặn không một ai được bước chân qua biên giới. Tuy nhiên, ở trên đời này, thứ gì càng bị cấm thì thường càng gây tò mò. Đại hoàng huynh của ta sau khi lên ngôi đi sang, không may đi qua biên giới tới tận kinh thành nước Lân Bang.
Ta là vua nước Lân Bang, sinh ra mắt hoàng thượng. Vậy ra đây là Tân Quốc Vương mới lên ngôi của nước láng giềng ta đây sao? Dạ bẩm không sai. Tiếng lành đồn xa, công chúa đúng là đổ nước nghiêng thành. Thần cũng muốn có một cơ hội. Tiếng lành à? Chẳng lẽ là ngươi chưa biết luật? Ta nghe nói là phải làm cho nàng nói được. Trên đường tới đây, ta cũng nghe đồn nhiều người không làm được điều đó đã bị tống giam, thậm chí là uất hận mà chết. Ta nghĩ cũng đáng, nếu như muốn kết nghĩa trăm năm nhưng mà không làm cho vợ mình nói được, chết là phải. Nói hay lắm. Có khí khái. Ta nhất định sẽ làm cho nàng không chỉ nói cười mà còn quy phục quyến luyến ta. Mối lương duyên này vừa kết tóc xe tơ mà vừa kết tình giao bang của hai nước. Nếu như ngươi thất bại thì ngục thất là chỗ chôn thân của ngươi suốt đời. Không có chuyện thiên vị ở đây. Ta chấp nhận. Hôm đó huynh trưởng của ta được diện kiến công chúa, hai người đối ẩm, nhưng hoàng huynh của ta vẫn không có cách nào làm cho nàng mở lời. Dạ bẩm hoàng tử, nàng công chúa đó không bao giờ nói sao? Nghe nói là như vậy. Cho tới khi gà gáy ban sáng, huynh trưởng ta bị lính ập vào và bắt tống giam vào ngục. Sau đó huynh trưởng của ta vì uất ức mà chết. Nhị hoàng huynh của ta biết như vậy đã tìm cách trả thù. Ta chỉ sợ nhị hoàng huynh của ta sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Vậy hiện tại mà triều đình muốn tuyển phải đi cứu đương kim thái tử. Phải. Người phải cấp tốc qua nước láng giềng, tìm cách để cứu nhị hoàng huynh của ta. Nếu giúp nhị hoàng huynh của ta làm công chúa nói được, đem về đây làm con tin thì sẽ được làm quan lớn. Còn nếu thất bại thì sẽ phải bỏ mạng nơi đất khách. Dạ được. Mồ côi tôi xin vị hoàng tử mà sẽ thử một chuyến xem sao. Được. Ta truyền lệnh ban cho ngươi hành trang, tiền bạc ngựa tốt, gấp rút sang biên giới. Hạ nhân xin đa tạ hoàng tử. Cái gì? Thử tài hả? Dạ. Ngươi ngó lại bộ dạng của ngươi coi, công chúa thấy ngươi có môn mà mắt ói chứ nói gì. Điều kiện là làm cho công chúa nói, chứ đâu bắt buộc bộ dạng làm sao đâu. Nếu như tôi không làm được cho công chúa thốt nên lời thì bị chém đầu tôi cũng chấp nhận mà. Thời buổi gì mà có nhiều tên chán sống gì không biết. Vô đi. À, cho hỏi những người đi ứng thí ở cùng một nơi trong cung phải không? Phải. Ngươi đi vô đi rồi quẹo phải. Dạ, đa tạ. Nhìn ngài tôi đoán chắc cũng là đồng hương. Ngươi cũng muốn thử tài hay sao? Vậy thì tôi không lầm. Xin thứ lỗi nếu như câu hỏi đường đột. Xin hỏi ngài có phải là đương kim thái tử? Tại sao ngươi biết thân phận của ta? Xin thái tử nói nhỏ. Tôi nhận lãnh ý chỉ của hoàng tử Úc tới đây hợp cùng thái tử. Hoàng tử lệnh cho kẻ tiện dân tới đây cùng thái tử an toàn trở về. Hoàng đệ em ta? Dạ. Vậy ngươi còn cao kiến đâu khác không? Dạ bẩm, xin cùng được người bàn thảo. Bẩm công chúa, công chúa có nghe gì chưa? Bữa nay có mấy người xin thi nữa đó. Hay là công chúa nói vài câu để cứu người ta đi công chúa. À,
Em biết á, là công chúa không có cố ý, nhưng mà em nghe nói á, lần này có thái tử là em trai của vua nước láng giềng tới xin thử. Bệ hạ chắc lại sẽ giết chàng nữa quá. Lúc đó hận thù của hai nước lại càng dâng cao nữa cho coi. Em biết từ lúc thái hậu mất, công chúa buồn rầu không muốn nói chuyện. Nhưng mà em xin công chúa, công chúa hãy mở lời để không có thêm nhiều người nữa bị tống giam vô ngục nha công chúa. Ngươi nói sao? Ngươi chứ không phải ta thử trước hả? Dạ. Bẩm hoàng tử có lệnh cho kẻ tiện dân phải bảo đảm an toàn tính mạng cho thái tử. Nếu có bị chém đầu thì tôi xin lãnh phần đó, nhưng tôi sẽ cố gắng mang công chúa về cho thái tử. Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần là thuộc hạ của chủ nhân đây. Hôm nay xin thay mặt của chủ nhân để ứng thí. Thay mặt à? Ngươi đúng là ngạo mạn đó tên kia. Ngươi nghĩ tên ngốc ngươi có thể làm con ta mở miệng hay sao? Dạ tâu hoàng thượng, chủ nhân của thần không có ý đó, nhưng thần là thuộc hạ, đã nguyện rơi đầu thay cho chủ nhân. Nhưng nếu thắng thì bệ hạ sẽ thấy công chúa về nơi xứng đáng. Vì một kẻ hầu người hạ như thần mà còn làm công chúa nói được thì chủ nhân của thần thông tuệ tới mức nào? Được lắm, bắt đầu đi. Dạ muôn tâu hoàng thượng, thú thật là đi đường xa tới đây thần đói quá, xin hoàng thượng cho thần được nấu một bữa cơm ăn cho khỏe trí rồi sẽ tính tiếp. Người nói cái gì? Người muốn ăn à? Dạ bẩm hoàng thượng, không cần phiền quân hầu, xin cho thần củi lửa và một lon gạo, thần sẽ tự nấu cơm ăn. Trời, hắn tự nấu cơm đây luôn hả? Không biết hắn định làm gì đây. Thôi được, truyền cho hắn mượn nồi niêu gạo củi. Xin đa tạ hoàng thượng. Sao vậy ta? Người ngu quá, kiếm thêm cục đá để kê lên mới được chứ. Dạ đa tạ công chúa. Đa tạ công chúa. Chàng thông minh thiệt.
chiếc đũa vô thì mới đổ nước được chứ. Người ngốc quá đi à. Công chúa đã nói 3 lần rồi. Công chúa đã nói 3 lần rồi. Thái tử, ngươi làm tốt lắm. Cuối cùng tấu hoàng thượng nói được kìa. Công chúa đã nói chuyện với thuộc hạ của thần đến 3 lần rồi. Ta không chấp nhận. Các ngươi phạm luật, các ngươi gian lận, không đời nào ta gả con cho các ngươi. Bẩm hoàng thượng, người làm vua không nên nói 2 lời. Nếu hoàng thượng nói vậy, thần xin thử lại. Ta là vua mà, ta muốn nói mấy lời thì nói. Lính đâu? Dạ. Giam 2 tên này xuống ngục cho ta. Dạ. Xin thái tử tha tội, vì đã không giúp được mà còn làm hại thái tử. Ngươi đừng có nói vậy. Ta thấy ngươi là một nhân tài, ta thấy kế của ngươi rất hay. Muốn làm người ta thốt nên lời thì chỉ cần chọc tức đi người ta lên. Có vậy mà biết bao nhiêu người cũng không nghĩ ra. Đa tạ thái tử. Nhưng dù sao thì kết cục là ngài vẫn bị tống vô ngục. Một khi tên hoàng thượng đó đã muốn như vậy thì dù ngươi có làm được hay không, hắn cũng tìm cách để giết ngươi thôi. Hoàng tử Út chắc đau lòng lắm. Tôi thật vô dụng. Ngươi không cần phải dằn vặt mình. Hãy ngủ một giấc thật ngon đi, mai chúng ta bàn thảo tiếp. À, thái tử, hay là mình tìm cách trốn khỏi nơi này. Tầng tầng lớp lớp lính canh, người nói làm sao mà trốn. Dạ bẩm công chúa, người nỡ nhìn 2 chàng trai trẻ tài giỏi đó bị chém thiệt hả công chúa? Mà công chúa cũng thấy đó, người đã nói được với chàng trai đó 3 câu mà trước giờ có ai làm được chuyện đó đâu. Mà bệ hạ cũng kỳ nữa, người ta thắng thì phải công nhận người ta thắng chứ. Làm vua mà nói phải giữ lấy lời, nói mà không giữ đúng lời như vậy thiên hạ người ta đàm tiếu rồi sao? Chết rồi. Dạ bẩm công chúa, em xin lỗi công chúa, em đã khi quân phạm thượng, xin công chúa hãy tha mạng cho em. Nhưng mà thiệt tình á, em không có nỡ nhìn thấy người chết quan mà không có cứu. Công chúa, hay là người xin với hoàng thượng á, cho 2 người đó được thử tài thêm lần nữa được không công chúa? Công chúa. Thái giám, bữa nay á nhìn ngài thật là oai phong. Bữa nào cũng như bữa nào, mắc mớ gì bữa nay? Có chuyện gì nói. Bởi vậy ngài thông minh trí tuệ hơn người, hỏi sao mà hoàng thượng không sủng ái, đúng không? Mà nghe thái giám, em nói nghe nè, là 2 cái chàng mà tranh tài làm công chúa nói được đó, mình có cách nào mà cứu 2 chàng đó được không? Ủa, mắc mớ gì cứu? Ủa, bộ ngươi là tay trong hả? Trời ơi, tay trong cái gì đâu. Tại thấy người ta giỏi mà đẹp trai nữa, mà chết như vậy thì uổng quá. À, hiểu rồi, thích rồi chứ gì. Không có cách nào cứu hết. Thôi mà, ngài thái giám
được nhà vua trọng dụng quá chừng. Hay là ngài thái giám bỏ nhỏ với lại hoàng thượng, cho hai chàng được phép thi lại, có được không? Có cứu được á thì cũng tưởng lấy được chắc. Mơ đi. Chuyện bên nhà của tể tướng sao rồi? Cha mới vừa nằm xuống mà ba đứa con đã đòi chia chác với nhau, thiệt là không ra thể thống gì hết. Nghĩ tới chuyện này ta mệt đứt hơi. Phải chứ đừng có dính dáng gì hết, dẹp hết cho xong. Dạ muôn tâu hoàng thượng. Nghe nói là ba người đó sắp kéo vô đây để nhờ hoàng thượng phân xử cho việc thừa kế. Bởi vì không ai chịu ai, rồi tự chia chác tài sản. Lẽ ra chúng không nên phiền ta. Muốn cái gì thì qua án sát sở tại mà kêu đòi. Dạ bẩm hoàng thượng, nhưng mà con tưởng là quốc vương cũng là chú ruột của bẩm công chúa. Con của ta có chuyện gì không? Dạ muôn tâu hoàng thượng, công chúa muốn xin hoàng thượng cho hai chàng trai cơ hội thử thách lại một lần nữa. Cái gì? Cho cơ hội chúng thi lại, lỡ chúng thắng thì công chúa phải qua nước họ làm dâu hay sao? Con có biết như vậy nghĩa là con phải qua làm con tin bên đó hay không? Dạ bẩm hoàng thượng, nhưng mà hai chàng trai đó rõ ràng là thắng rồi mà. Ai cho phép ngươi nói? Dạ bẩm, đó không phải là ý của con, mà đó là ý của công chúa muốn nói. Đó, hoàng thượng thấy đó. Công chúa nói đường đường là quân vương của một nước thì không thể nói hai lời, thiên hạ người ta sẽ cười chê. Ngươi lỡ cho chúng thử, chúng mà thắng, con có chịu đi xa không? Dạ bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy cho thử lại một lần nữa, thần đảm bảo sẽ không bao giờ thắng nổi. Thật thề. Không lẽ chúng ta được thả? Tên hôn quân đó không tốt như vậy đâu. Đứng dậy cả hai. Mình đi đâu vậy anh lính? Đi chết chứ đi đâu. Ra. Bẩm hoàng thượng, phạm nhân tới. Quỳ xuống. Khấu kiến hoàng thượng. Theo lời cầu xin của con gái ta, ta chấp nhận cho các ngươi thêm một cơ hội sống. Nếu hai ngươi làm cho con gái ta mở miệng thêm một lần nữa thì ta sẽ tha tội và gả công chúa cho ngươi. Bẩm hoàng thượng, điều kiện đó là gì? Được, các ngươi cứ quỳ đó đi, từ từ rồi ta sẽ ra điều kiện. Nhưng trước khi ta ra điều kiện, ta có một câu chuyện muốn kể. Chuyện là tể tướng đương triều là anh trai của ta vừa mới qua đời. Con của tể tướng, tức là cháu ruột của ta, đang nhờ ta phân xử việc thừa kế sản nghiệp mà anh trai ta để lại. Nếu các ngươi thật sự tài giỏi thì phải giúp cho ta phân xử làm sao mà công chúa phải thốt lên lời. Dạ bẩm hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng đã cho thêm cơ hội. Chẳng hay các con của tể tướng muốn phân xử thế nào mà phải cậy tới hoàng thượng? Là vì tể tướng để lại gia tài cho ba người con mà chia làm 6 phần. Người con lớn muốn 3 phần, người con kế đòi 2 phần, em út còn lại 1. Nên hai người em không chịu, nên tới đây làm việc hoàng thượng đó. Theo ngươi thì ta phải xử thế nào cho chúng yên đây? Dạ bẩm hoàng thượng, tiện dân thấy rất là dễ. Nói dễ sao? Nói đi. Tể tướng chia như vậy là đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng? Sao? Sao ngươi nói vậy là đúng? Dạ khải bẩm hoàng thượng, theo như lẽ thường thì người con nào sống lâu với ba mẹ nhất thì sẽ được chia nhiều nhất. Theo đó thì người con cả được sinh ra trước nên ở chung với ba mẹ nhiều nhất, đương nhiên phải được 3 phần. Tiếp theo đến người con thứ hai sinh ra sau, ở ít hơn thì sẽ được 2 phần. Người con út sinh muộn nhất trễ nhất, ở ít nhất là được 1 phần. Tể tướng phân chia như vậy là quá sáng suốt anh minh rồi thưa hoàng thượng. Sai rồi. Sản nghiệp đó phải chia làm 3 phần, mỗi người 1 phần mới đúng chứ. Như vậy mới là công bằng.
Dạ khởi bấm công chúa, thần cũng nghĩ vậy. Dạ thưa hoàng thượng, công chúa đã mở lời, xin hoàng thượng hãy giữ lời hứa cho chủ nhân của thần là thái tử nước Nam được trước công chúa về dinh. Sao? Thái tử nước Nam? Dạ phải thưa hoàng thượng. Hoàng huynh, hoàng đệ của ta không quen huynh đã trở về. Xin công chúa đừng khách sáo, mừng ngày đoàn tụ, chúng ta hãy mau làm lễ kế vị rồi cử hành quốc hôn. Để có được ngày vui hôm nay, công lao là do hiện tại mà hoàng đệ đã cử đến để cứu gia, ta sẽ phong cho ngươi một chức quan. Hay lắm, nhưng nên để cho anh ta chọn. Nè, ngươi muốn gì hả? Hiện tại của ta. Dạ bẩm hoàng tử, tôi chỉ muốn xa quê lập nghiệp một thời gian, kiếm một số vốn rồi trở về quê ăn vui với ruộng đồng. Xa quê cũng lâu rồi, càng đi càng thấy nhớ, nên tôi muốn quay về quê. Nhưng mà ta thì lại muốn giữ ngươi ở bên cạnh để phò du giúp nước. Bẩm hoàng tử, khi nào người có việc cần, tôi sẽ lai kinh tức thì. Còn thường ngày chỉ muốn quanh quẩn trong làng, vui cùng anh em bằng hữu thôi. Nếu đó là ước nguyện của ngươi thì ta sẽ không ép. Ta sẽ giao cho ngươi một chức quan để hưởng bổng lộc triều đình. Khi nào có chỉ, hãy lập tức hồi kinh giúp ta luận bàn việc nước. Bẩm thái tử, thần tuân mệnh vì việc, nếu thái tử cần thì thần sẽ lập tức có mặt, nhưng riêng chức quan thì cho thần xin cứu. Thần chỉ muốn làm một nông phu bình thường thôi. Dạ bẩm công chúa, em có cái này nói, công chúa đừng có trách em nha. Em muốn đi theo chàng. Nàng, nàng muốn theo ta sao? Nhưng ta chỉ là một kẻ mồ côi nghèo kiết xác, lại không có một miếng đất cắm dùi nữa. Sao cũng được, chàng cho em theo với. Em đòi theo hầu công chúa vì cứ tưởng đi qua bên đây sẽ được ở gần chàng. Ai ngờ chàng về quê thì em biết phải làm sao. Người cũng thiệt là, người bỏ đi như vậy, còn ta thì sao? Nàng đừng lo, tam cung lục diện thiếu gì tỳ nữ, họ sẽ hầu hạ nàng chu đáo, nàng yên tâm đi. Dạ em cũng biết, em với công chúa nào giờ tình thân, nhưng công chúa đã có thái tử rồi, lại có biết bao nhiêu là kẻ hầu người hạ. Còn em chỉ có mình chàng thôi à. Nếu không phải chàng á, thì em nguyện ở giá suốt đời luôn. Nhưng mà theo ta cực khổ lắm, ta sợ nàng sẽ chịu không nổi. Được đi theo chàng á, có chết đói em cũng chịu. Cũng tại ngươi tin anh phát tiết ra ngoài, làm người ta nhất quyết rồi. Chạy trời không khỏi nắng, dẫn vợ về quê đi. Đa tạ thái tử. Nhưng mà em biết á, công chúa sẽ không đời nào để cho em thiếu thốn. Công chúa cho em hồi môn nhiều nhiều, để em phụ chàng buôn bán. Với lại các hoàng tử á, tặng gì mà chàng không lấy thì cứ đưa hết cho em. Ta rồi. Dạ. Phải nhớ nhà quá. Mập. Còn nhớ tôi sao? Nhớ sao không nhớ? Sao, khỏe không? Khỏe. Bộ cối. Ai đây? Giới thiệu với bạn, đây là vợ tôi đó. Tôi biết rồi. Ủa, mà vợ bạn đâu? Sao ngồi đây mình vậy? Báo cho một tin mừng á, là vợ tôi mới hạ sinh một thằng con trai dễ thương giống như tôi vậy nè. Vậy hả? Chúc mừng ông nha. Sẵn ông mới về đây á, ông về nhà tôi trước á, là mừng cho con tôi, sau là mừng ông xong hỷ lâm môn. Ừ, được đó. Được, mình đi. Mình đi nha.